đã quy giữa Phật đài. Nguyện rằng đệ tử dứt trần ai, mong nhờ được huệ soi đường tôi. Chớ nhiễm nghiệp phiền, chớ đắm say. Đắm say. Kính thưa quý vị và chư đồng bào, để tiếp theo đề hai phần này, chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm là giáo lý viên ban hội kiền giáo lý ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đến thuyết chuyên đề đức tám điều lâm tấm. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên đến làm phẩm sự. Vậy xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương sở tại, kính thưa đồng đạo Mai Thị Hòa là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo trực thuộc ban hộ tiền giáo lý trung ương, kính thưa đồng đạo Lê Thanh Hiền là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý đồng đạo đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, cũng như quý vị đến từ tỉnh Long An và quý ban trị sự đến từ tỉnh An Giang và đồng đại tham dự. Kính thưa quý đồng đạo đại diện cho các mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 niên Giáp Thìn, và hôm nay cũng là ngày mùng 10 tháng 9 năm 2024. Chúng tôi và đồng đạo Mai Thiện Hòa cũng được sự phân công của ban phụ tiền giáo lý ban trị sự trung ương, hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau ôn học qua các phương pháp tu hành quan trọng trong đời tu của mình, để đồng đạo chúng ta hưởng được những phút giây an lạc trong cuộc sống để rồi đạt được kết quả giải thoát trong tương lai. Vậy thì lời nói đầu tiên thì chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý đồng đạo lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa quý đồng đạo thân kính, thì hôm nay nhân duyên hội đủ, tất cả đồng đạo, nhất là các ban trị sự ở các nơi theo lời mời, cũng như những nơi dầu không có thư mời nhưng mà đạo biết được hôm nay được tổ chức thuyết giảng tại đây, thì chúng ta cũng tập trung rất đầy đủ về đây để hộ pháp. Hộ pháp là chính, để phát huy cái nền đạo, thực hiện theo cái tinh thần đoàn kết ở điều đăng cấm thứ 8 mà Đức Thầy đã dạy. Thì vừa rồi cũng trên dưới 60 phút thì chúng ta đã nghe giáo lý viên Mai Thiện Hòa cũng đã chia sẻ qua hai câu trong thánh phẩm Quyển Khuyến Thiện. Thì giờ đây đến phần luận chúng tôi, thì chúng ta sẽ cùng nhau để chia sẻ thêm qua một cái chuyên đề đặc biệt quan trọng gắn liền trong đời tu của mỗi cá nhân chúng ta, mà mỗi đồng đạo chúng ta cần phải hành xử để chúng ta trở thành một tín đồ của Thầy và chúng ta đạt được cái quả trái trong hiện tại và tương lai, đó là tám điều tam cấm.
thì có lẽ hội trường này nghe đến Tắp Vì Đoạn Cấm thì đồng đạo chúng ta hầu như ai cũng đã nằm lòng về chánh văn đức thầy, còn về nghĩa lý thì thật sự là chúng tôi cũng thường xuyên thiết đề tài này trong cái quá trình làm nhiệm vụ, đồng đạo biết cũng trên dưới 15 năm, nhưng mà đặc biệt là năm 2024 này đó, thì trong quá trình làm nhiệm vụ thì chúng tôi thiết cái đề Tám Điều Đăng Cấm nhiều nhất hồi đó giờ rồi. Hồi đầu năm đến giờ nhớ không lầm là mười mấy hay 20 điểm rồi đó, mà sắp tới cũng còn vài điểm đồng đạo mời Tám Điều Đăng Cấm. Bởi vì thường thì các bài thuyết giảng của mình đó, thì đề tài thì mình không chủ động, do ban trị sự cơ sở yêu cầu theo cái tình hình địa phương, cho nên thì chỉ chấp hành theo lịch phân công, mà thông qua các lời dạy đức thầy ở các đề tài khác nhau thì hầu như đồng đạo cũng đã rõ là trong cái quá trình mà chúng tôi đi làm nhiệm vụ hàng ngày cũng đã có đăng lên các trang mạng YouTube. Như vậy thì hôm nay chúng ta ôn lại bài học cũ, nhưng bài học cũ này rất là quan trọng, bởi vì người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà chúng ta còn phạm vào các điều giới cấm mà đức thầy dạy thì bằng như chúng ta không phải là tín đồ, chưa phải là người tu. Đồng đạo, người tu và người không tu không phải khác nhau ở cái màu áo, không phải khác nhau ở cái hình tướng bên ngoài, mà người tu và người không tu là khác nhau ở cái chỗ là giữ giới và không giữ giới. Dầu rằng chúng ta cúng lại, có niệm Phật, có làm từ thiện, nhưng mà đồng đạo chúng ta phạm giới luật thì chúng ta vẫn ngang bằng với người chưa tu và là người không tu. Thì dầu rằng mình làm là có kết quả, chúng ta có cúng lại cũng có đạt cái kết quả của cúng lại, niệm Phật cũng đạt kết quả của niệm Phật, rồi chúng ta làm từ thiện cũng có kết quả của làm từ thiện. Nhưng bên cạnh đó, nếu chúng ta phạm giới luật thì các cái phước đức từ niệm Phật, từ làm từ thiện, từ cúng lại nó sẽ bị âm lại, bị trừ lại, bởi vì chúng ta phạm giới có nghĩa là chúng ta thiếu nợ, gây cái nghiệp. Chúng ta tạo phước thì có phúc, mà chúng ta gây nghiệp thì mang quả. Cho nên theo một cái quy luật định lực bù trừ đó, thì chúng ta làm có dư dữ lắm, nhưng mà chúng ta xài hết rồi đâu. Cho nên chúng ta làm là có phước đó, mình tu rất là có phước, nhưng mà vì mình không biết giữ gìn bảo vệ cái phước đức sẵn có của mình, cho nên làm bao nhiêu xài hết bấy nhiêu, cuối cùng đến cái ngày cuối cùng về cũ đó, về bên kia đó hết phước đó. Thì hết phước đương nhiên chúng ta quay trở lại nữa thôi, đó là điều tất nhiên. Và yếu tố quan trọng thứ hai nữa, theo là cái thầy dạy, hôm nay người tín đồ Phật giáo và hảo để trở thành một tín đồ thuần thành của đạo, được đức thầy công nhận chúng ta là tín đồ, thì đồng đạo chúng ta phải giữ giới luật. Không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà không giữ giới luật. Kẻ nào làm trái với luật lệ trong sự đạo đức, dầu không xin thôi đạo hay chưa bị bôi tên, cũng bị trách nhiệm việc làm của họ và bị coi như kẻ ngoại đạo. Khi mà đọc một đoạn này trong cái bài điều kiện vào đạo, đồng đạo chúng ta phải lo chứ. Mình tu hành cả một đời, đầu tư cả một đời cực khổ, nhưng mà đến cái ngày đó thầy về, đó thầy coi mình là kẻ ngoại đạo, không cùng đạo với thầy. Mà đồng đạo biết rồi, khi đức thầy coi mình không cùng đạo với thầy, coi như là chúng ta không được cứu vớt. Đến thời kỳ sau này, con Phật thì Phật dắt, con ma thì ma diệu, những mâu chuyện bên thầy thấy rất rõ điều này đồng đạo. Cho nên hôm nay mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta muôn người như một, mình phải lấy cái luật làm những điều cơ bản nhất trong đời sống của mình, mà đức thầy đã căn dặn chúng ta rằng hành cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá văn lời, cần nhất ở chỗ giữ luật hàng ngày. Trong toàn bộ sấm thi đức thầy chỉ biết một chỗ này thôi, cần nhất ở chỗ đây, là điều trong các điều quan trọng là chúng ta phải giữ luật hàng ngày. Do đó thì hôm nay chúng ta sẽ ôn lại cái tạng giới của đạo Phật giáo bảo chúng ta. Tại sao tôi dùng tạng giới? Nghe tạng giới nó rộng đồng đạo, lớn mà thật sự rộng lớn, bởi vì đồng đạo mà thực hiện được qua tám điều đó cấm đức thầy, đây là Bồ Tát đạo à, chứ không phải là phương pháp bình thường. Tỳ giới là sáu chiếc đò trong lục độ bạn hạnh, gồm có bố thí, nhẫn nhục, tỳ giới, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Cho nên pháp tu chúng ta là pháp tu Bồ Tát, chứ không phải là bình thường. Do đó đây có thể nói là một tạng giới đạo Phật giáo hòa hảo chúng ta. Nếu nói về con số từ đó thì chỉ gãy gọn có 449 từ, 445 từ, cộng thêm 4 trừ 4 từ lại phiên bổn đạo là 449 từ thôi. Cho nên thì đây là những điều mà chúng ta thấy mình cần lưu ý. Dầu rằng chỉ có ngắn gọn có một trang giấy thôi,
hơn một trang giấy đánh máy thôi, nhưng mà đồng đạo chúng ta thực hiện theo thì chúng ta đạt kết quả, phải nói gọn là rất là rất nhiều kết quả, có thể nói 8 điều răn cấm theo lời Đức Thầy kể. Theo câu chuyện bên Thầy thì Đức Thầy đã cho ông Trần Lưỡi biết rằng đó 8 điều răn cấm Đức Thầy, nhưng mà trong đó hàm chứa đến 1000 giới đồng đạo, nó vượt luôn cả 250 giới đối với Tăng và 348 giới đối với Ni, có đến 1000 giới. Cho nên chúng tôi mới bảo muội dẫn dám gọi là đây là tặng giới đồng giáo hảo chúng ta. Như vậy thì trong cái chương trình thì ban tổ chức cũng có đưa ra 10 cái máy phát thì để tặng cho đồng đạo chúng ta trong quá trình mà đồng đạo chúng ta nghe, để có cái gì đó sự giao cảm với giáo lý viên. Mà vừa rồi thì đồng đạo giáo lý viên Mai Thiện Hòa trả lời, đặt ra 3 câu hỏi để đồng đạo chúng ta trả lời. Còn phần còn lại đồng đạo giao cho tôi đến 7 câu hỏi. Do đó thì thời gian thì có hơi muộn một tí, thì cũng mong đồng đạo cũng thông cảm. Và trong 7 cái câu hỏi này thì trong đó cũng có, bữa nay là chúng tôi sẽ hỏi một số câu hỏi khó đó, để ôn lại, ngoài ôn lại bài lời khuyên bổn đạo thì chúng ta còn ôn lại với cái phần thi văn giáo lý. Tức là những câu hỏi này đặt ra đồng đạo học giảng thầy mới nhớ mới biết thôi, còn mà không học giảng thầy là vô phương, không có biết được đâu. Bữa nay nó thật là hỏi khó hơn bữa đồng đạo, khó hơn đồng đạo Mai Thiện Hòa nãy nữa. Để chi? Để là mình cũng có cái cơ hội để đồng đạo chúng ta tạo điều kiện để mình ung đúc với nhau trong cái lĩnh vực để học giảng thầy. Bản thân chúng tôi cũng vậy, đâu phải mà nói chung là đứng đây nói như thế này là không tốn công đồng đạo. Cũng đầu tư nhiều năm, cũng bỏ ra công sức nghiên cứu dữ lắm, cũng ôn học là Đức Thầy mà đến đó là quyển sám giảng thầy, tôi học biết là nó như luôn rồi. Như luôn, cái như là nhìn mà cái nét chữ mà nó mờ luôn rồi biết đó. Giấy thì các bạn nó như hết, có giảng học hồi xưa đó, còn chữ là mờ đó, đâu phải là đơn giản đồng đạo. Cho nên nói chung cái gì cũng phải đầu tư, chúng ta đầu tư nhiều chừng nào thì cái kết quả nó cao chừng đó. Hôm nay đồng đạo tu mà chúng ta đầu tư nhiều chừng nào đó thì cái quả vị chúng ta sau này được cao chừng đó. Mình làm mình hưởng, tất cả mọi việc làm gì trên thế gian này đồng đạo nhớ kỹ, chúng ta làm thì chúng ta hưởng, làm lành làm phải thì hưởng điều tốt, hạnh phúc an lạc, mà làm dữ làm hung thì chúng ta hưởng cái điều quả, điều ác cái nghiệp thôi. Tức là mọi yếu tố gì trong cuộc sống này thì hoàn toàn do chúng ta tạo, mình phải nhớ điều đó. Thì đó là chúng tôi xin nói một số ý để chúng ta đi vào chia sẻ qua cái bài lời khuyên bổn đạo. Thì ban tổ chức đồng đạo trưởng ban này cho chúng tôi trình bày 80 phút qua đề tài này, thì chúng tôi cũng cố gắng cổ động để đồng đạo chúng ta được về sớm một chút. Thì kính thưa quý vị, như vậy thì bài lời khuyên bổn đạo tức 8 điều răn cấm thì Đức Thầy sáng tác theo một cái thể thơ gọi là biến thể nha. Chứ nếu mà chúng ta nói bằng văn tả thì chưa đúng lắm, bởi vì có 4 câu thi cuối cùng. Cho nên bài thay bài lời khuyên bổn đạo mình gọi là tức 8 điều răn cấm đó, nhưng thật chất ra thì khi mà đọc lời giảng nhập đó thì chúng ta mới phát hiện đây là điều răn cấm thôi. Cỏ đầu Thầy chỉ dạy lời khuyên bổn đạo, Đức Thầy viết theo thể thơ gọi là biến thể, văn tả là chủ đạo, viết theo lối pháp luận là chủ đạo, và sau đó Đức Thầy viết thêm 4 cái câu thi sau cùng, tức là 4 câu kệ sau cùng. Như vậy thì đã nói là Đức Thầy viết theo một cái bài đề văn nghị luận thì phải có lời dẫn nhập, rồi có phần chánh đề, có phần bình đề, rồi có luôn cả phần kết đề. Chẳng những vậy, Đức Thầy còn viết thêm cái phần phụ đề nữa, để chúng ta thấy về cái phương diện văn chương đó. Thì thật sự thì nói chung thì quá tuyệt vời khi mà Đức Thầy hạ bút thần ta đã đề khai các cái bài văn vần cũng như các cái bài văn bản, cũng như bài lời khuyên bổn đạo mà chúng ta sắp trình bày đây. Vậy thì lời giảng nhập Đức Thầy dạy là khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu mình lầm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều đăng cấm sau đây. Thì khi đọc đến đây nào biết đây là điều đăng cấm, còn cái tựa đời Thầy chỉ để lời khuyên bổn đạo thôi. Đây là cái thể hiện một tính tự nguyện. Vậy thì thông qua lời giảng nhập này thì đồng đạo thấy có 4 ý chính. Ý thứ nhất là Thầy dạy là khi đã coi giảng, có nghĩa là khi đã coi giảng là chúng ta đã đang xem giảng Thầy, gọi là khi đã coi giảng. Còn giờ này chúng ta chưa coi giảng, chưa mở quyển giảng Thầy ra xem thì gọi là chưa coi giảng, chứ không phải là khi đã coi giảng. Cho nên ở đây thì khi mình đọc cái ý thứ nhất này thì mọi đồng đạo chúng ta sẽ phát hiện một điều cực kỳ quan trọng trong đời tu của mình. Có nghĩa rằng trong đời tu của mình, Đức Thầy uyển chuyển ở đây để chúng ta thấy rõ rằng mỗi đồng đạo chúng ta phải coi giảng.
Khi đã coi giảng, chúng ta đã coi giảng rồi. Bởi vì đồng đạo đã coi giảng rồi, chúng ta mới biết được, chúng ta làm theo đồng đạo. Rồi chúng ta đã coi giảng rồi, mình mới phát hiện được những cái điều dở của mình. Rồi chúng ta thực hiện những cái điều hay, những điều tốt đẹp. Còn chưa coi giảng thì có biết gì đâu mà làm đồng đạo, phải không? Cho nên từ ở cái chỗ này mà nếu như hôm nay tu đạo Phật giáo hoàn hảo mà đồng đạo chúng ta chưa coi giảng, không biết giảng thầy dạy làm sao, thì coi như là chúng ta chưa nói gì cả. Đây là không nói gì cả luôn, có nghĩa là mình ở ngoài cửa, ở ngoài đường, chưa có bước vào trong hàng rào nữa. Chứ đừng có chi mà bước vào căn nhà Phật giáo hoàn hảo đồng đạo à. Bởi vì tại sao tôi nói vấn đề này, cũng có nhiều đồng đạo chúng ta do cái cuộc sống sinh nhai cơm máu gạo tiền, kẻ thì buôn tả mắng toàn người việc này việc nọ, tóm lại cũng tại vì xác thân mà đã cả. Cho nên nhiều khi lo bận rộn nhiều quá, nhiều khi cả mấy năm, năm mười năm, nhiều khi cả đời chúng ta chưa từng mở biển giảng thầy chúng ta xem, thì vấn đề này là vấn đề hụt hẫng nè. Nếu mà tu như thế thì chúng ta nên xét lại mình, mình không xem giảng thầy thì chúng ta không biết được mình hành đạo làm đâu. Nhiều khi mình hồi yếu giảng thầy, xem giảng thầy mình còn làm không đúng nữa, hô hồ chứ chúng ta không xem giảng thầy mình làm không đúng là đúng rồi, có biết gì đâu mà làm đúng đâu, phải không? Đây cũng là một những cái chuẩn mực trong cuộc sống. Thì đó là lý thứ nhất đức thầy muốn nhắc nhở chúng ta là hôm nay phải coi giảng, tức là khi đã coi giảng thì khi đồng đạo đã coi giảng rồi thì chúng ta bước qua bước thứ hai là thì phải tự xét mình. Có coi giảng chúng ta mới xét mình được, còn nếu giờ này đồng đạo chưa coi giảng làm sao mà xét mình được đồng đạo? Ai họ đáng xét mình, nếu còn tánh xấu thì đinh ra ngoài. Mỗi đồng đạo chúng ta phải xét mình, chúng ta phải xét mình mới biết được mình tốt hay xấu. Và chúng ta dựa trên cơ sở nào để xét mình? Dựa trên lời dạy đức thầy. Mình nhớ kỹ là hôm nay chúng ta phải dựa trên lời đức thầy để chúng ta xét mình. Mà nếu đồng đạo nào tu đạo Phật giáo hoàn hảo mà chúng ta không xét mình, cứ xét đồng đạo xuống trên đầu dưới không là chúng ta vẫn phạm chứ được. Mình xét mình trước đi, rồi mình xét thêm một số yếu tố khách quan bên ngoài để chúng ta rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm đem về mình, hoặc giả chúng ta rút kinh nghiệm để chúng ta khuyên nhắc nhở đồng đạo mình thì tốt. Còn cũng có những trường hợp đồng đạo chúng ta không xét mình, hoặc giả chúng ta xét mình xong rồi xét đồng đạo đầu trên xuống dưới, thấy người ta không bằng mình cái mình chê người ta, mình cười người ta, mình khinh dễ người ta, thì như vậy là mình tu dụng người ta luôn rồi, có đạt gì đâu đồng đạo. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói ở vấn đề này để chi, để mỗi đồng đạo chúng ta cảm nhận. Nếu giờ này đồng đạo tu mà đồng đạo không xét mình là phạm giới. Nếu giờ này đồng đạo tu đã có xét mình rồi, chúng ta xét người khác, thấy người khác không bằng mình hơn người ta, cái lúc bây giờ cái mình tự cao tự đại, cống cao ngã mạng, thì mình vẫn là cái người phạm giới luật thôi. Tôi hiểu giáo lý rành lắm, tôi xét đồng đạo sớm này xứ này giáo lý không thuộc bằng tôi. Lúc giờ tôi nghĩ tôi đệ nhất là không ai bằng tôi hết, thì bao nhiêu đó tôi đủ phạm giới luật rồi, tự tôi đưa tôi xuống thôi. Rồi tôi xét tôi, nghe lời đức thầy dạy làm hết các việc từ thiện, tôi làm dữ lắm. Các đồng đạo khác làm không bằng tôi, lúc nào tôi cũng hơn đồng đạo mình, tỏ ra mình hơn đồng đạo mình, thì bao nhiêu đó chúng ta vẫn phạm giới thôi. Tôi xét lời đức thầy phận tu hành lạm bạc lâu tương, hoặc là tuy nghèo dùng đỡ cháo rau bền lòng niệm Phật ngày sau thanh nhàn, hoặc là tương với muối cháo rau lạm bạc. Cho nên tôi chính vì là do lẽ đó tôi ăn chay tường nhiều năm rồi, trong khi đó có nhiều đồng đạo ăn chay kỳ nhiều quá, làm sao bằng tôi? Thì điều này là chúng ta thất bại, thất bại trầm trọng trong đời tu của mình đồng đạo. Thì đó là cái bước thứ hai. Và đồng thời cái quan trọng ở đây đức thầy dạy, khi xét mình thì đương nhiên chúng ta sẽ phát hiện những cái không đúng. Không xét thì thôi, nếu chúng ta xét là nhất định là chúng ta phát hiện được mình sẽ có nhiều cái điều sai. Cho nên khi xét mình phát hiện được mình làm không đúng, thì lúc bây giờ chúng ta bắt đầu sửa sang những thôi tật xấu. Bước thứ ba này là chúng ta đã có kinh nghiệm, mình sẽ loại bỏ những cái hư, những cái xấu để chúng ta đem vào cái thánh thiện đồng đạo. Vì vậy cho nên giờ này khi xét mình xong, biết mình xấu rồi, biết mình những cái dở rồi, biết bệnh đó, nó đâu na biết bệnh đó, thì chúng ta phải đem ra ngoài, chúng ta phải sửa sang. Coi rồi phải thân mình tự trị, chặt độ xong Phật khó giác diệu. Nếu bản thân mình không trị được mình thì xin thưa đồng đạo, Phật gặp mình cũng bó tay. Bởi Phật bất cứ vì tâm còn ác. Rồi khi chúng ta có xét mình, sửa sang những phương tập xấu, rồi chúng ta mới bước lên cái bước thứ tư đó, đó là giữ những điều đã cấm sau đây. Cho nên nội mà cái phần đầu này thôi chúng ta thấy cực kỳ khó đồng đạo. Nội mà cái phần đầu là khi coi giảng nè, coi giảng xong là xét mình nè,
xét mình xong rồi sửa sang những thứ thật xấu nè, loại bỏ cái dở cái xấu đem vào cái tốt đẹp, thì bao nhiêu đó đủ đắc đạo rồi, bao nhiêu đủ đắc đạo đồng đạo à. Cho nên nếu nói về thông giáo văn tu tu đó, chỉ lời dẫn nhập này thôi giúp cho hành giả đắc được, phải nói gọn là tam huệ đó, có được trí tuệ đắc được tam huệ. Bởi vì khi đã có giảng đây gọi là văn hệ, thì phải tự xét mình là tư duy gọi là tư huệ, và sửa sang những thứ tật xấu gọi là tu huệ. Nếu nói theo giáo lý nhà Phật đây gọi là tam huệ đó. Văn tư tu nó một đoạn giảng gọn thôi, có văn tư tu trong chỉ có Đức Phật thôi mà sáng tác được gãy gọn như thế, mà hàm xúc những cái vấn đề tích cực giúp cho hành giả đạt được trí tuệ, bao nhiêu đó là đủ đắc đạo rồi. Nhưng mà vì chúng ta là người đại giác cư sĩ, từ một cái tổng thể rộng để thấy rõ rằng đây là Bồ Tát đạo, có một cái khả năng diệu dụng giúp cho chúng ta đắc được trí tuệ, ra khỏi cái cõi đời sông mê bể khổ này một cách ngoạn mục. Cho nên từ một cái phổ động đó, Đức Thầy mới chi tiết lại qua 8 điều tam cấm. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc áp phiện chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ở điều tam cấm thứ nhất này thì Đức Thầy dạy chúng ta có hai cái hướng. Hướng thứ nhất là những cái điều này là những điều giới cấm. Đức Thầy cấm không cho chúng ta uống rượu cờ bạc áp phiện chơi bời đàn điếm. Thì bốn điều này gọi là tứ đủ tường. Nếu nói bình diện xã hội đồng đạo, nhìn ngoài xã hội đi, một người mà chỉ cần phạm một trong bốn vấn đề này thôi thì người này là không có còn, phải nói gọn là nguyên vẹn nữa, mà họ sẽ rơi vào chỗ mất uy tín, rồi sẽ mất đi tiền tài sự nghiệp, mất đi sức khỏe, và coi như là cuộc đời của họ sẽ đi vào ngõ cụt thôi đồng đạo. Bỏ ít một nhiều thôi, nếu phạm ít thì đỡ một chút, mà nếu phạm nhiều thì thui chột cả một cái tương lai, coi như cuộc đời là như là xong. Đây là mình nói về cuộc sống bình thường. Cho nên hôm nay chúng ta là người tu thì đây là những điều chúng ta không thể đồng đọc. Chúng ta phạm cái gì là chúng ta gây cái nghiệp, để rồi mình gieo cái sự đau khổ cho tha nhân, rồi cho bản thân mình luôn, tức là cho mọi người và bản thân mình trong hiện tại và tương lai. Và bốn điều này được có thể xác định đây là tứ độ tượng. Tứ độ tượng đừng có nhiễm vào người tránh sao mới gọi trí cao sao, bốn bất năng đều như nhuốc. Thì đây là bốn bức tường, chỉ cần đụng vào một bốn bức tường này thôi thì coi như là mình sụp đổ, là một ý. Ý thứ hai, bốn bức tường này nó sẽ bao quanh chúng ta không có lo khó. Vô đây cũng như đồng đạo bị ở tù đồng đạo, mình mà vướng vào bốn bức tường này giống như ngồi trong tù thôi. Cho nên về vấn đề uống rượu cà bạc áp tiện cho lại đàn điếm thì có thể là chúng tôi lướt qua thôi, bởi vì những cái niệm từ này thì chúng ta rõ. Cái quan trọng là các phần nên làm. Đó, tức là phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường, cái vế thứ hai của đề tam cấm thứ nhất này. Như vậy đó, thầy dùng khái niệm phải giữ cho tròn luân lý, nhớ là tròn nha, méo không được đồng đạo à, phải không đồng đạo? Méo là không được, là nữa sao lộng lại quýt thì cũng chế. Cho nên cái chữ tròn chúng ta đòi hỏi mình phải đầu tư cái chữ tròn này, nghĩa là nó trọn vẹn, nó tròn trịa. Nếu nó tròn trịa trọn vẹn đầy đủ, và chữ tròn này là gì? Chữ tròn này cũng có nghĩa là trọn đời. Hôm nay đồng đạo chúng ta giữ có 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, còn có 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày, 2 phút, 3 phút nữa chúng ta qua đời. Chúng ta không giữ trọn được thì nó vẫn méo một bên thôi đồng đạo. Cho nên cái chữ tròn này nó cũng giống như Đức Thầy dạy là sống sanh ra phận đông mại, một đời một đạo đến ngày chung thân đồng đạo. Phải như thế đó. Tức là dầu làm trọn, nhưng mà trọn là trọn đời, trọn kiếp đồng đạo, chứ không phải mà chúng ta nói gọn là hôm nay phải bữa nay tôi giữ ngày mai tôi nghỉ đâu. Nó mình nói phải giữ cho tròn, cái tròn là tròn, nó tròn vẹn đó. Và Đức Thầy dùng khái niệm luân lý. Như vậy thì luân lý là những luân thường đạo lý tốt đẹp trong cuộc sống con người chúng ta. Cho nên con người chúng ta đồng đạo với kỹ, con người mình vẫn là một động vật, nhưng mà chúng ta động vật cao cấp, động vật bậc nhất, động vật thượng tầng. Tại sao? Tại vì chúng ta có một cái sự luân lý, có một cái nền luân lý. Vậy và danh tự luân lý này là gì? Là phép tắc, là khuôn khổ, là đạo đức làm người. Trong đó nó gồm luôn cả cái đạo ngũ luân, cái đạo ngũ thường nó đều gồm hết. Có nghĩa nói một cách dễ hiểu, cái điều nào mà hợp với đạo đức xã hội, hợp với lương tâm, hợp với cuộc sống phát triển bình diện trên xã hội này, đem đến cái lợi ích cho mình, cho muôn loài chúng sinh, thì điều này có thể chúng ta gọi là luân lý, là những điều tốt đẹp.
Và Đức Thầy mới chi tiết cái điều luân lý này ra. Thì trong đó đại đặt khái đây Đức Thầy chỉ dạy là tam căn ngũ thường thôi. Đức Thầy dùng cổ văn. Cho nên tam căn ngũ thường thì chúng ta thấy đây là cương lĩnh đạo nho. Nhưng mà dầu rằng có lĩnh đạo nho, nhưng mà thật sự rất là phù hợp khi chúng ta tìm hiểu nẻ. Như vậy thì tam căn là ba cái căn. Cương lĩnh đạo nho gồm có quân thần, phụ tử, phu thế. Quân thần tức là đạo vua tối đó, mà ngày xưa áp đặt rằng là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Vua mà kêu thần tôi thần đó, tức là kêu người dân mà chết mà dân không chết và không trung. Vì vậy nên nó có tiếc là quân minh thì thần trung, mà quân bất minh thì thần thị bất trung. Vua mà sáng suốt thì quần thần trung, mà vua không sáng suốt thì quần thần không có trung. Như vậy không trung là giết vua hay sao? Vì vậy nên các vị thánh đời sau đó đưa một cái thiết nữa là quân minh thần thị bất trung. Quân minh thần trung, quân minh thần thị bất trung. Rồi sau này đưa một cái thiết nữa là quân bất minh thần hồi cố vương. Gặp trường hợp mà vua không sáng suốt thì thần chỉ cách là cuốn gói cáo lão về quê thôi, tức là về ở ổng. Mà cũng giống như trường hợp của rất là nhiều vị mà đại đệ nhất là cụ Trạng Tình Nguyễn Bích Khiêm đấy, tức là có một cái liên quan hết sức là cụ thể với tiền kiếp của Đức Thầy chúng ta. Như vậy thì để là chúng ta hiểu về cái xưa. Còn cái ngày nay giờ này thì đối với căn này đồng đạo chỉ cần giữ lại ơn đất nước là tốt rồi. Ngày xưa thì quân thần, giờ này thì người dân đối đất nước, thì chúng ta giữ ơn đất nước, đấy là chúng ta thấy hoàn mãn căn này rồi. Rồi cái căn thứ hai là phụ tử, tức là phụ sử tử vong tử bất vong bất hiếu. Ngày xưa mà cha kêu con chết mà con không chết thì con bất hiếu đồng đạo. Cho nên mới có thuyết rằng là phụ tử thì tử hiếu, mà phụ bất tử tử bất hiếu. Nếu mà cha mẹ hiền từ thì con hiếu, mà cha mẹ không hiền từ thì con chẳng hiếu thảo. Chúng ta nghe cái điều này thân nghịch nghịch đồng đạo. Không lẽ giờ cha mẹ không hiền từ giết cha mẹ hay sao, hại cha mẹ hay sao? Cho nên này chúng ta chỉ dạy rất là tinh tế đồng đạo. Nếu cha mẹ làm điều gì lầm lẫn trái nhân đạo, ta hãy ráng sức khuyên lơn ngăn cản, chẳng thế ta còn phải lo nuôi dưỡng tốt đẹp. Thì ý này nó cũng hợp, rất là hợp tình hợp lý. Bởi vì cái những vị thánh sau này thì đưa ra một cái thiết nữa: phụ bất từ tử bị xâm thương. Nếu mà cha không hiền lành thì cái nước cha với con xa với nhau như sao xăm sao thương, nó cái gì không có gần gũi nhau được. Cho đó cho nên điều này nó cũng mang một cái sự tiêu cực trong cuộc sống. Do đó Đức Thầy dạy rất là tinh tế đồng đạo: dầu cha mẹ hiền từ không hiền từ, chúng ta cũng phải lo nuôi dưỡng bảo đời. Vì vậy nên cái ca xứ gì này thì chúng ta thấy rõ đó, muốn nói đây là chúng ta phải đền ơn tổ tiên cha mẹ. Rồi cái ca thứ ba nữa là phụ tử. Nếu đồng đạo nào sống độc thân đó, chúng ta chỉ họ có hai ca nhị ra thôi, còn cái ca phu thê không có đồng đạo à. Cho nên những người độc thân có nhiều cái điều lợi lắm đồng đạo à. Tam ca người độc thân họ được có hai ca à, ha đồng đạo. Hoặc giả là về bát nhẫn đó, cái người có gia đình thì phụ vào bát nhẫn, còn người độc thân người ta có bảy nhẫn, có thất nhẫn á, đâu có những quà phụ phụ thuận tình duyên đâu đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay cái căn thứ ba này, nếu mà hôm nay chúng ta là người có chồng có vợ thì ngày xưa là phu sướng vợ, tức là phu sướng vợ là phụ tị, chồng nói vợ nghe. Thì ngày xưa đồng đạo cái thời phong kiến rất áp đặt, người phụ nữ không có giá trị. Vào thời phong kiến thì người phụ nữ không giá trị, nam thì phải nói rõ là năm thê bảy thiếp. Nhưng mà ghế chính chiên chỉ có một chồng thôi, mà đặc biệt mà chồng chết rồi cũng không được quyền mà có chồng khác nữa, đặc biệt trong phải thời giờ này. Còn ngày nay thì Đức Thầy chúng ta dạy rất rõ là phận xuống tùy chồng vợ nhịn nhau, tức là mang một cái sự bình đẳng, bình đẳng giới, bình đẳng trong cuộc sống, phù hợp với pháp luật của quốc tế và của đất nước Việt Nam chúng ta, để thấy rõ được những cái sự thay đổi, thay đổi mang một cái sự phát triển đối với đạo Phật giáo bảo chúng ta, mà Đức Thầy chúng ta đã đưa ra những án văn mà mình cảm nhận là phải nói rất là tuyệt vời. Như vậy thì cái căn thứ ba này thì giờ này đồng đạo có chồng có vợ thì chúng ta phải thương yêu đùm bọc. Và chúng ta nhớ rằng Đức Thầy dạy một chỗ là đạo chồng vợ thuận hòa chính thác trong bài Phong Môn Ngũ. Rồi Đức Thầy dạy là yêu đương nhau đến phút cuối cùng vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Hồi xưa đến giờ chúng ta chỉ chúc nhau đến răng long đầu bạc. Đây là cái câu chúc tụng với nhau trong ngày hôn lễ, hoặc là gặp đôi tân duyên nhân thì chúc với nhau là răng long đầu bạc. Răng long là răng rụng đó, đầu bạc là tóc chắc đúng không? Cho nên nếu nói là răng long đầu bạc là chưa có đố. Bởi giờ này khoảng ba mấy 40 tuổi là răng bắt đầu rụng rồi. Tôi là răng rụng nhiều rồi nè, đầu cũng bạc nhiều đâu đâu. Như vậy thì nếu chúc nhau nó răng long đầu bạc là không được rồi. Vậy là còn hậu là sao là sao? Cho nên thầy chúng ta chúc mà tuyệt vời, yêu đương nhau đến phút cuối cùng, có nghĩa là yêu đương nhau đến cái giờ nhắm mắt thôi.
đau đồng đạo nhắm mắt thôi, chừng nào nhắm mắt hết yêu à, mà tới nhắm mắt mà còn yêu đó là khổ nha. Cho nên người nào mà chồng đi trước hoặc là vợ đi trước nhớ là nhắm mắt là cắt liền nha. Thấy không, ổng bỏ mình, bả bỏ mình là cắt liền, mà ổng đi rồi mình ở đây mình còn nhớ ổng nữa, hoặc giả là bả đi rồi mình ở đây mình còn nhớ bả nữa, thì tự mình chuốc họa vào thân mình phải nhớ điều đó. Đức thầy dạy thì chúng tôi cũng nói thêm ý đó đồng đập, thì đó là mình hiểu về khái niệm về tam căn. Cho nên tam căn ở đây muốn nói là chúng ta phải thực hiện về hai cái ông, hai ông là tiêu biểu luôn tứ ân đồng đạo à. Do đó mình thấy không, nội mà là đức thầy dạy một phần nhỏ thôi là chúng ta thấy nó mang một cái nội hàm cực kỳ quan trọng trong cái lĩnh vực học Phật tu nhân qua tới đại trọng ân. Mà nếu bây giờ này mà chúng ta giữ được hai ân này thôi, ông có tiếng cha mẹ đất nước thì bao nhiêu đó chúng ta thấy khỏe rồi, coi như là mình bước một bước thật dài đúng không, thật cao rồi trên cái con đường giải thoát rồi đồng đạo. Cho nên đức thầy dạy rất rõ là đất với nước hậu lai vinh diệu đạo lo tròn hiển điệu tấm thân, một câu quân lý tứ ân ta đừng phai lỡ phong thần bản ghi đồng đạo. Chỉ cần giữ được cái từ tam can là chúng ta có mặt tại Long Hoa đại hội đồng đạo, đâu phải là đơn giản một câu một từ thôi, chúng ta thấy cái giá trị đặc biệt của thầy dạy tại chỗ này. Rồi chẳng những về tam can mà đức thầy dạy thêm ngũ thường đó, chữ ngủ này dấu ngã nha, phải chữ ngủ dấu hỏi, ngủ thường là thường ngủ, còn chữ ngủ dấu ngã, chữ ngủ này là năm, ngủ thường là năm món thường hàng, đây gọi là cương lĩnh đạo nho đi đâu với tam can ngủ thường. Bên nữ thì có tam tùng tứ đức, bên nam thì có tam can ngũ thường. Đây là chúng tôi nói về nho học thôi, còn ở đây có phải dạy chúng mà đồng tập. Như vậy thì ngũ thường là gồm có nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Hành chữ nhân là không sát sanh, hành chữ nghĩa là không đạo tặc, hành chữ lễ là không tà dâm, hành chữ trí là không uống rượu, hành chữ tính là không nói dối. Như vậy thì ngũ thường đây là đạo nhân thế giới này. Nếu nói về nghiên cứu về trí thức, các nhà nghiên cứu thì hỏi, ở đây tôi xin hỏi các nhà nghiên cứu một câu để chúng ta làm sáng cái từ học Phật tu nhân của mình. Như vậy thì hỏi các nhà nghiên cứu, ngũ thường là tu nhân hay là tu Phật? Thì tất cả đều trả lời ngũ thường là tu nhân chứ, có ai nói tu Phật đâu. Ngũ thường là tu nhân bởi vì đây là cương lĩnh đạo nho, nhưng mà cái nghĩa của ngũ thường lại là tu Phật. Đây là cái điều đặc biệt đồng đạo ạ. Bởi vì ngũ thường là gì? Là không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không vọng ngữ, không ẩm thủ. Tôi nghĩ là bắt sát sanh, bắt đạo tặc, bắt tà dâm, bắt vọng ngữ, bắt ẩm thủ. Mà năm cái bắt này là gì? Đây là ngũ giới cấm của nhà Phật. Có nghĩa cái nghĩa của ngũ thường thì là ngũ giới đồng đạo. Như vậy thì tu nhân của đạo Phật giáo Hòa Hảo, trong đó có tu Phật ở trong á. Trong tu nhân có tu Phật. Cho nên thầy mới dạy tu là tu Phật, tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Cho nên chúng ta đừng có hẹp ở một cái khái niệm đó tu nhân đạo nhân. Không phải đồng đạo à. Trong tu nhân chúng ta có đạo nhân và trong đó có luôn đạo Phật. Vậy thì cái từ ngũ thường đạo nhân mà, nhưng mà phải là đạo Phật không? Là ngũ giới cấm đồng đạo. Chỉ cần đồng đạo thực hiện theo ngũ thường này là chúng ta vượt được về cảnh giới siêu thoát đồng đạo. Cho nên đức thầy mới dạy là ngày hàng giới ngũ giới, ngày hàng giới ngũ uy tam, sắc không không sắc, tánh phàm đổi thay, mà thầy rất rõ trong bài cảm pháp, hay gọi là tam quy ngũ giới lộng hàng dình theo, mà thầy dạy trong tòa Tào Hảo cũng là những người đại diện. Do đó cho nên đạo Phật giáo bảo chúng ta có ngũ giới. Ngũ giới đâu? Ngũ giới nằm trong ngũ thường đồng đạo. Chỉ cần đồng đạo mà giữ được cái này thôi chúng ta thấy khỏe. Bởi vì bình diện xã hội loài người, một người mà chọn chung với đất nước, một người hiếu thảo cha mẹ, rồi không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì người này có phải là thần tiên tạc thế không đó? Người này là Phật sống luôn rồi còn nữa không đó? Người này là Bồ Tát sống rồi. Cho nên chúng ta thấy được những cái giá trị đó để chi? Để mỗi đồng đạo chúng ta thấy mình thuộc hẳn. Thật sự tôi nhìn kỹ rồi, luôn bảo đảm tôi cũng vậy. Ngồi ở trường này là tôi khảo ca, tôi khẳng định một điều luôn. Đồng đạo mà giờ này ngủ với cấm á, ngồi đây cái thật sự chưa ai giữ tròn ngủ với cấm đồng đạo. Luôn bảo thân cô cũng chưa giữ tròn ngủ với cấm. Thật sự mình đừng có thấy nó dễ đâu đâu. Tôi nói thật là ác sát sanh thôi. Bắt sát sanh chúng ta còn ăn mặn, chúng ta thua. Thua rồi. Nhưng mà cái này có thể chăm chế được. Rồi bây giờ đạo tạc cũng vậy. Nhiều khi mình không đạo tạc bằng cái tướng, mà chỉ cái tâm chúng ta đó, nó còn móng sinh những ý tưởng nào đó để chúng ta muốn chiếm đoạt của kẻ khác. Rồi luôn cả tài danh cũng vậy. Dầu là mình không có tài danh, nhưng mà tâm danh chúng ta nó vẫn phát khởi. Rồi cái giới mà nặng nhất là gì? Đó là bắt ngôn ngữ đó. Không nói dối đó. Cái này nó cực kỳ khó đâu mà.
Thế như vậy cái dễ lắm, nào là mình dễ phạm lắm. Hằng ngày trong cái công việc xử thế hàng ngày, nhiều khi chúng ta nói qua nói lại với nhau, mình đang dối trong đó không hay, có những cái ý tưởng trong đó nó không hay, mình không hay. Vì vậy cho nên từ câu từ chữ tám điều đó cấm này thật sự một ngàn giới thật. Cho nên nội mà trình bày cái điều thứ nhất thì thôi chúng ta thuộc phẩm rồi, nội mà tam ca ngũ thường nhiều đủ đắc đạo rồi, nhiều đủ đắc đạo là nào mình làm không nổi, là làm cả đời chứ xong đâu, không phải là đơn giản đâu. Nhưng mà chúng ta khỏe đã vẫn biết khó, vẫn biết hiện tại làm chưa xong, nhưng mà chúng ta phải đặt cho mình có một cái tương lai, đặt cho mình có một kế hoạch là trong đời kiếp này mình phải làm cho nó trọn. Nếu mà không chọn làm sao gặp thầy, nếu mà không chọn làm sao giải thoát, nếu mà không chọn là quay trở lại đó, nếu mà không chọn là chúng ta quay lại chịu khổ nữa đồng tập. Và cái khổ này không phải cái khổ hiện tại đâu, hiện tại khổ có một nhưng mà sau này khổ có 10 đó, khổ tới 10, khổ tới 100 đó, tức là con số nhân. Mà nhân ở đây nhân lý 2, lý 3 chứ phải là nhân mà nhân bình thường đâu, đâu phải là nhân 2, nhân 3 đâu. Mình phải nhớ điều đó để mở tầm đạo chúng ta cố gắng. Như vậy thì điều đó cấm thứ nhất này Đức Thầy muốn khái nét vào rằng chúng ta gọi là nhân đạo, nhưng mà trong đó có Phật đạo ở trong. Bao nhiêu đó là chúng ta đã mang được một cái tính chất hanh thông trong cái cuộc sống chúng ta. Nếu thực hiện được như thế thì rất là tốt đẹp rồi. Và chẳng những dừng ở đây mà Đức Thầy dạy điều đó cấm thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền trong chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Như vậy thì đầu đã cấm thứ gì này Đức Thầy dạy là ta chẳng nên lười biếng, có nghĩa là chúng ta đã lười biếng rồi, chúng ta có lười biếng rồi, Đức Thầy mới dạy là ta chẳng nên lười biếng. Cho nên theo tôi nghĩ đồng đạo, tính lười biếng là gì? Nó là một cái bệnh đó. Cái bệnh này cũng khó chữa, mỗi con người chúng ta nó cũng có nhiều cái bệnh lắm. Lười biếng là một cái bệnh nè, rồi thêm nữa là nói nhiều cũng là một cái bệnh nè, hoặc giả là khi mà mở miệng ra là chúng ta không muốn thua ai hết, đó cũng là một cái bệnh nè, hoặc giả là gặp cái gì đẹp đó thì chúng ta lại đam mê nè, thì đó cũng là một cái bệnh nè đó. Vì vậy cho nên trong mỗi con người chúng ta thì gặp lại mình mà có kinh qua học Phật là Đức Thầy rồi thì đồng đạo sẽ cảm nhận chúng ta có nhiều cái bệnh lắm, lười biếng là một trong những cái chứng bệnh đó. Cho nên hôm nay mình là người tu thì thật sự là chúng ta phải nói không lười biếng. Mình biết rằng cái bệnh này nó có từ nhỏ đâu, cho nên nó có từ thổi nhỏ, mà chẳng những thổi nhỏ mà nó có nhiều đời nhiều kiếp, nó vẫn tức là nó có ở nhiều đời nhiều kiếp. Và khi chúng ta sinh lên kiếp này thì từ cái hệ thống chuyển thừa, từ cái hệ thống nghiệp lực nó chuyển hóa để kiếp này sinh ra là chúng ta đã có cái bệnh này sẵn. Do đó cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta phải nhớ là Đức Thầy mọi công việc làm gì đó mình phải hết sức là siêng năng, khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười, phải sốt sắng làm ăn cần thiết như Đức Thầy dạy trong quyển tư. Và đồng thời đồng đạo nhớ kỹ, ta chẳng nên lười biếng, cái cụm từ này nó đứng trước phía sau nó bài tố, một là tu hành chân chất, một là làm ăn, hai là tu hiền, và ba là gây gỗ. Vậy thì ý Đức Thầy muốn nhắc nhở chúng ta cái khái niệm này là ở trước ba cái cụm từ, ba cái vế mà chúng ta vừa nhắc lại trong điện tập thứ nhì. Cho nên hôm nay ngoài cái việc ta chẳng nên lười biếng, thứ nhất là chúng ta không được lười biếng trong công việc làm ăn, cái thứ hai là chúng ta không được lười biếng trong công việc tu hành, cái thứ ba chúng ta không được lười biếng trong cái công việc mà chúng ta không khoan dung tha thứ. Nói đến khoan dung tha thứ là chúng ta phải siêng năng, tức là mình phải thường xuyên khoan dung tha thứ để chi, để chúng ta loại bỏ cái chỗ mà gây gỗ lẫn nhau. Tức là mình bàn về từ ngữ đó, có trước có sau thì chúng ta bàn như thế. Như vậy thì nói gọn lại thì về tánh lười biếng này không ai mong muốn đâu. Nhiều khi bản thân mình đã nói là bệnh mà nó khổ đồng đạo, là bệnh của mình đó, mình không biết, người khác không biết, cho nên nhiều khi bản thân mình không phát hiện, nhưng mà cái người đối diện với mình đó, tôi nói vợ mình lười biếng mình đâu có chịu đúng không, chồng mình lười biếng, quý cô đâu có chịu, rồi con cái của mình, dâu rể mình nó lười biếng thì quý cô quý chú đâu có chịu đâu, phải không? Cho nên người ta lười biếng thì mình không chấp nhận được, thì bản thân chúng ta mình phải xét nét để rồi chúng ta làm sao mình trở thành con người không có lười biếng trong đạo. Mình phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, hầu đó chưa tu thì chúng ta chỉ làm ít thôi, nhưng mà giờ này chúng ta tu rồi thì mình hiểu được cái nhiệm vụ của mình rồi, cho nên giờ này mà chúng ta tu thì phận sự Đức Thầy đặt để chúng ta, nào là lo toàn cha mẹ như thế, rồi nào là tế độ dân nghèo trong lúc túc, mà giờ này muốn lo toàn cha mẹ như thế, muốn làm công tác từ thiện trong an sinh xã hội mà đồng đạo không tiền của lấy gì làm,
Cho nên chúng ta phải lao động sản xuất. Mình phải lao động sản xuất, phải tăng gia, phải là nâng cao rồi lao động sản xuất để chúng ta có cái nguồn thu nhập. Để chi? Để chúng ta lo cho cha, lo cho mẹ, lo cho vợ, lo cho con và lo cho bản thân mình. Mình cũng phải cần có tiền đó để chúng ta lo cái kế sinh nhai bản thân mình, mua chiếc xe, mua chiếc điện thoại, mua cái áo, mua cái quần vân vân. Mọi cuộc sống sinh nhai chúng ta phải tự mình làm ra. Cho nên đây cũng là một cái điểm cộng. Chúng ta không có thọ vào cái ơn đại nạn thí chủ, cho nên chúng ta còn ít cái mắc nợ. Mà mình nói chung là mình giàu cái tình thương, cho nên lúc này là chúng ta càng tu như vậy thì chúng ta càng có dư giả. Mà thật sự đồng đạo, mình đặt một câu hỏi, tại sao người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta tiền ở đâu mà làm từ thiện nhiều vậy? Hàng năm như thế, cả là hàng nghìn tỷ đồng. Thì tiền từ chỗ này nè, từ ở chỗ chúng ta từng kiệm sốt sắng lo làm ăn mà chúng ta có dư đồng đạo. Mà nếu như đồng đạo mà không cần kiệm thì phải nói gọn là dầu vàng kho cũng không còn. Cho nên không như Khổng Tử mới dạy là cần vi vô giá bảo thận thị hộ thân phục. Cần kiệm là của báo vô giá, mà cẩn thận là lá bùa giữ mình. Chỉ cần đồng đạo cần kiệm sốt sáng lo làm ăn, tự nhiên là chúng ta giàu. Nói tới đây chúng tôi cũng nhớ mẫu chuyện giống đồng đạo Mai Thị Hòa nãy kể cho quý vị đồng đạo đỡ buồn ngủ. Ngày xưa thì có một cái vị nhà tu này, hay là trò đi khắc thực. Đồng đạo biết là nhà tu ngày xưa đâu có làm lụng gì đâu, đi khắc thực từ nơi này sang nơi khác để kiếm sống. Vậy thì hai thầy trò mới đến một cái làng nọ, mới đi vào một căn nhà này cũng nghèo, nói chung cũng đủ sống thôi. Thì xóm thì xung quanh đất như vậy thì bỏ trống đâu mà, không có ai mà cày cuốc, không có ai mà tăng gia sản xuất gì cả. Thì duy nhất có một gia đình này, thì hai thầy trò mới vào đây mới thọ thực. Thì ông thầy ông mới lắng tai nghe, trong nhà thì cũng không bạn gì. Ông chồng thỉnh thoảng ông nói: con à, con cho bộ nước chưa, con tắm bò chưa? Một lát cái bà vợ nói: ông à, ông nhắc nhở con đó, nó văng mùn cho bò nghe, nặng sữa cho bò nghe, cứ nghe nói với con bò hoài. Cho lúc bây giờ thì vị nhà tu thắc mắc hỏi: ủa tại sao ghé đây nãy giờ cũng lâu mà sao nghe ông bà ông nói gì trơn, cứ vợ chồng trong nhà với con cái nói với con bò? Thì ông chủ nhà nói: dạ thưa ngài, vợ chồng tôi sống là ngày nhờ con bò, không làm gì cả, hàng ngày chỉ biết cắt cỏ là cho bò ăn thôi. Và mỗi ngày con bò nó nặng ra được vài ly sữa, thì vài ly sữa đó là đủ hai vợ chồng với đứa con đủ sống, khỏi lo làm ăn gì cả. Thì lúc bây giờ vị nhà tu thấy gì cũng không nói gì. Cho nên sau khi thực xong thì cũng chiều tối rồi mới ngủ một đêm. Thì đến giờ tí 12 giờ khuya, thì lúc bây giờ vị nhà sư này không từ mà biệt, và đồng thời trước khi đi đó dắt con bò đi theo luôn. Thì lúc giờ vị đệ tử nó càng nó chết rồi sư phụ, người ta có con bò để ta sống mà giờ này thầy dắt con bò đi như vậy là gia đình chắc chết hết đó. Nhưng mà sư phụ vẫn điềm nhiên dắt con bò đi, dắt đi ra khỏi cái làng đó. Thì qua đến một cái xứ sớm nọ, thì lúc bây giờ đó vị nhà sư này mới thả con bò. Thì lúc bây giờ vị đệ tử thắc mắc, tức là thầy mình tại sao mà có một cái lòng không có độ lượng, gia đình ta sống vào con bò chữ tưởng dắt con bò đi đâu, đi thả luôn đó. Như vậy thì coi như là mọi việc không có gì nữa đâu, đi làm điền điện ra đi, rồi đi khách thực ở một cái xứ khác. Thì vài năm như thế thì khoảng độ 3-4 năm gì đó thì quay lại ở cái làng đó. Thì lúc bây giờ vị đệ tử này nhớ lắm, tức là ấn tượng, mà ấn tượng sư phụ mình nửa đêm mà dắt bò ta ra ngoài thả luôn, nó phải ấn tượng nhớ lại. Vì vậy nên đi gần đến cái làng nọ thì hình ảnh nó hiện về cách đây khoảng trên dưới là hơn 3 năm. Thì đặc biệt một điều thì vị đệ tử thấy: ủa, cái căn nhà mà năm ấy mình thầy còn ngủ một đêm nó mất tiêu rồi, mà giờ này có một căn nhà khang trang mới cất xây dựng đẹp đó. Thì tên đệ tử nói: chắc là tại thầy mình thả con bò, người ta khổ, người ta bán đất đi chỗ khác sinh sống, cho nên người khác mới vào đây mới mua đất, mới cất nhà, mới sang trọng nè. Nhưng một điều không ngờ, khi đến gần thì lúc bây giờ chủ gia bước ra gặp thầy trò quá mừng à, trời ơi, hết sức lâu rồi, gà cách nhau gần 4 năm nay tôi mới gặp được thầy trò hai người, tôi quá mừng à. nhờ thầy trò hai người mà gia đình tôi phát lên luôn. Thì lúc bây giờ vị đệ tử hỏi: ủa, hồi đó tôi nhớ chỗ này là một căn nhà nhỏ mà, căn nhà nhỏ hẹp đâu phải một căn nhà khang trang thế này. Thì lúc giờ ông chủ gia ông nói: nhờ gia đình tôi cúng dường tiếp đãi nhà tu, cho nên chắc nhờ vậy mà trời Phật đó giúp cho tôi làm ăn phát triển. Thì lúc giờ vị đệ tử thì lúc nói chung thì đang có một cái mối nghi trong lòng. Thêm qua nhiều chuyện tôi hỏi ông nè, ông làm cái gì mà giàu khá nhanh vậy?
Thì ông thiếu già, ông thiếu già ông nói chàng ơi, cũng nói thật với cậu, khi mà thầy trò cậu nửa đêm không từ mà biệt á, thì sáng ngày thì thấy thầy trò cậu đi rồi, và đồng thời con bò cũng mất tiêu luôn. Lúc đấy là gia đình tôi khổ lắm cậu ơi, khốn khổ, đâu có sữa bò nào mà uống sáng, trong thức dậy nặng sữa bò uống, mà con bò bị ai thả mất tiêu rồi kiếm về không gặp. Lúc bây giờ là mới nói gọn là đói gặp nhịn đói rồi, tôi mới tính với bà bây giờ không lẽ chết đói hay sao. Mới đi ra ngoài chợ đó, mới mua một số hạt giống, đất thì xung quanh có đất rộng, mới là cuốc lên rồi mới gieo khoai rồi gieo bắp nè, rồi đó là mới gieo mạ nè. Lúc đầu thì làm đủ ăn, rồi làm qua cái mùa sau có dư cái bán cho làng xóm trên, cái là làm qua mùa sau qua năm sau có dư giả. Nhờ vậy mà cắt được cái nhà này, công nhận nhờ cúng dường thầy trò có ngày mà phước đức lớn đi ghê. Thì lúc bây giờ vị đệ tử mới thầm, đúng là sư phụ tôi thiệt là sư phụ. Kính thưa đồng đạo, vậy thì hôm nay đồng đạo chúng ta phải nhớ, mình phải có một cái sự đột phá trong công việc làm ăn của mình. Ngày xưa ông cha chúng ta nói là sao, có phước làm quan mà có gan mới làm giàu. Đồng đạo, đồng đạo hỏi những người mà giàu có trên sọ này, những người có gan to không đó? Cho nên mà chúng ta nhút nhát không dám cải thiện đời sống của mình thì hầu như chúng ta ở một góc độ nào đó chứ không thể phát triển hơn nữa. Và đồng thời bên cạnh đó thì vế tiếp theo đó, thầy dạy chúng ta đồng đạo nhớ kỹ, làm ăn và tu hành đi đâu với nhau. Nếu mà hôm nay chúng ta lo làm ăn mà không lo tu thiện là chúng ta chỉ tạo duyên giả, phàm gian thân giả thôi, chúng ta lo cho cái giả thôi. Vì vậy cho nên chúng ta vừa lo làm ăn mình phải lo, vừa lo tu hiền chân chất. Và đồng đạo nhớ kỹ, tu là phải hiền, tu là phải chân chất mới được đồng đạo, chứ chân là thật, chữ chất là chất lượng. Mà nếu hôm nay đồng đạo chúng ta tu mình không có hiền, tu mà chúng ta còn khó khăn, tu mà chúng ta còn hung dữ gì đó, thì mỗi chúng ta xét lại là bao nhiêu chúng ta vẫn phạm vô luật đồng đạo. Cho nên hôm nay tu là phải hiền, tu là mỗi đồng đạo chúng ta phải tâm tánh mình phải hiền lành, giống như lời chúng ta nguyện hứa là chí dốc tu hiền thảo phục duyên. Và đồng thời mọi việc làm gì của người tu chúng ta thì phải đạt ở thái từ chân chất, có nghĩa là làm mà phải làm chân là thật, và chúng ta phải làm có chất lượng, mình tu phải có chất lượng đúng theo cái thương hiệu đạo Phật giáo mẫu chúng ta đồng đạo. Rồi đồng thời ngoài việc lo thiền chân chất thì Đức Thầy dạy luôn cái vế tiếp theo là chúng ta chẳng nên đi gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Đức Thầy biết được rằng tất cả đồng đạo chúng ta vẫn còn tánh phàm, vẫn còn sống ngộ, bình thường thì tốt lắm, nhưng mà khi một gặp một hoàn cảnh gì đó mà nó trái ý nghịch lòng rồi thì lúc bây giờ lửa trong tâm chẳng đốt mà lần nổi lên, đình đã có định chừng cho ta biết mà con xử trước. Cho nên hôm nay trong cuộc sống bình diện ứng xử bên ngoài thì mỗi đồng đạo chúng ta phải tập tánh khoan dung. Ta thường nên tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người, tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi đồng đạo, mà Đức Thầy dạy trong phiến thiện, mỗi đồng đạo chúng ta phải nhớ điều đó, để chúng ta sẵn sàng khoan dung, sẵn sàng tha thứ cho những ai mà gây cái hoàn cảnh mâu thuẫn khó khăn bản thân ta, chúng ta không được gây gỗ. Thì đó là đại ý mà Đức Thầy dạy ở cái phần cuối của Điều Tăng Cấp Thứ Nhì. Như vậy thì Điều Tăng Cấp Thứ Nhì này Đức Thầy dạy chúng ta, thứ nhất là chúng ta học được đức tính cần kiệm, rồi tinh tấn, rồi khoan dung, để giúp cho chúng ta có một cái đời sống vật chất và tinh thần ổn định. Rồi đến Điều Tăng Cấp Thứ Ba Đức Thầy mới dạy, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá, và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý, đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang của người nghèo khó. Như vậy Điều Tăng Cấp Thứ Ba này chúng ta thấy Đức Thầy dạy cái ý đầu giống Điều Tăng Cấp Thứ Nhất, để cho nó giống Điều Tăng Cấp Thứ Nhì hồi nãy. Điều Tăng Cấp Thứ Nhì thì ý đầu Đức Thầy dạy là ta cho nên lười biếng. Còn Điều Tăng Cấp Thứ Ba này ý đầu tiên Đức Thầy dạy là ta chẳng nên ăn xài chưng dọn thái quá. Như vậy thì ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá. Cái quan trọng nhất của một cái mệnh đề này là hai cái từ thái quá, có nghĩa là nếu chúng ta ăn xài chưng dọn mà không thái quá không đến tội. Bởi vì ăn xài chưng dọn có thể nói đây cũng là những cái nhu cầu trong cuộc sống đồng đạo, cũng là nhu cầu cuộc sống, nhưng mà chúng ta là người biết đạo thì sự ăn xài của chúng ta, chưng dọn chúng ta nó sẽ ở một cái mức độ của người biết đạo, như thế là không phạm. Còn nếu như hôm nay chúng ta ăn xài chân dọn mà là quá mức cho phép của một cái nhà tu, của một cái người biết đạo, thì cái điều đó lại là điều, cái điều thái quá. Bởi vì thái quá là gì? Là quá mức cho phép. Thái quá đây nghĩa là cung với cầu đó, nó không hợp với nhau, có nghĩa là nó quá mức đồng đạo.
Bởi vì mọi ngành nghề trên xã hội này, chúng ta thấy cái sự ăn xài chân dọn thì nó không đồng với nhau. Chúng ta tránh cái trường hợp bắt chước người ta. Bởi vì cái người giàu sẽ có cách sống theo người giàu, sẽ cách ăn xài chân dọn theo cái người giàu. Rồi cái người làm việc họ sẽ có cách ăn xài chân dọn theo kẻ người làm việc. Rồi một cái người lao công, một cái người phụ hồ thì sẽ có cách ăn xài chân dọn theo cái người lao công phụ hồ của họ. Mà giờ này cái người lao công phụ hồ mà bắt chước ăn xài chân dọn theo cái người giàu có, theo một cái nhà đại gia, thì điều này gọi là thái quá, không được cộng đồng. Rồi giờ này chúng ta là người tu cũng vậy, thì đương nhiên mình cũng phải có cách ăn xài chân dọn của người tu chúng ta. Mà Đức Thầy đã cảnh báo chúng ta rồi, nhà giàu có xài không sợ tốt, phải để tiền cho kẻ nghèo nè, hoặc là lo. Đức Thầy rất rõ, Đức Thầy cho biết rất rõ ở một đoạn giảng khác. Cho nên hôm nay chúng ta mà tiết chế được cái sự ăn xài chân dọn thái quá này, thì xin thưa đồng đạo, bao nhiêu chúng ta cũng đủ làm từ thiện rồi đồng đạo. Đừng ham lên ngựa xuống xe, ăn xài phía của lũ theo làm gì, như đoạn khác thầy dạy. Cho nên hôm nay chúng ta phải nhìn nhận cái cuộc sống con người mình, thì vật chất nó không là cái gì cả. Hồi đó chưa tu thì mình đặt nặng vật chất, nhưng mà giờ này chúng ta tu rồi thì đồng đạo nhớ kỹ, cái quan trọng chúng ta đặt nặng là cái phước duyên sau này chúng ta hưởng. Nội mà ăn xài thái quá, đồng đạo biết tốn biết nhiêu tiền trong đó, mà đây là tiền lãng phí đồng đạo. Khi mà nghe ăn xài chân dọn thái quá là toàn bộ lãng phí, ăn bao nhiêu là hết, xài nhiêu là hết. Chúng ta chỉ cần tích trữ lại cái số mà không nên xài nè, không nên mua sắm này, để chúng ta chuyển qua cái ngân hàng công đức, thì phước đức lên cái chừng nào đồng đạo. Có nghĩa là mình phải có một cách nhìn trí tệ trong cuộc sống của mình thôi, thì bao nhiêu đó chúng ta có đủ để được ý mà Đức Thầy dạy thế nào rồi. Và đồng thời cái vế thứ hai nữa, điều là cấm thứ ba này, Đức Thầy không cho chúng ta vì tiền tài mà lợi dụng tiền tài mà quên đi nhân nghĩa và đạo lý. Có nghĩa là sống trong xã hội này thì đồng đạo hình dung lại, nó sẽ có nhiều đối tượng. Nếu như một cái người mà đặt nặng về danh lợi thì người này thường là giảm nhẹ về đạo lý, mà một người mà đặt nặng về đạo lý ở đời thì người này về tiền tài sẽ giảm nhẹ. Cho nên ông Thánh nó có câu là duy nhân bất phú mà vi phú bất nhân. Có nghĩa là cái người mà có lòng nhân đó, cái người này thường nghèo. Họ có lòng nhân mà không dám làm những cái điều mà phải nói rõ là phi nhân phi nghĩa để có tiền đó. Mà thường cái người giàu có đó thì cái người này thường là kém lòng nhân. Bởi vì họ kém lòng nhân, họ sẵn sàng dùng những âm mưu thủ đoạn, những ngón điên hoa xảo trá. Họ biết cái phần lợi về mình, còn cái điều hại người ta, ai khốn cùng để mà tắt chạy say, người ta sao kệ người ta, họ biết quyền lợi, cái quyền lợi của họ thôi. Thì mình thấy đây nhã nhã cho cuộc sống là như thế. Cho nên hôm nay khi chúng ta phân tích vấn đề này thì mỗi đồng đạo chúng ta phải nhớ, cái quan trọng của chúng ta là nhân nghĩa ở đời. Trời con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tới độ nhất lực về ngôi đồng đạo. Hoặc là con làm đầy đủ nghĩa nhân, cha là Phật Thánh Phương, là cha là Phật Thánh Tiên Đồng Phước Dương, như thầy rất rõ trong bài Bóng Hồng. Cho nên hôm nay trong cuộc sống này, tiền tài là cái gì? Đó là cái giả. Gẫm kim tiền bởi bạc bắt tài, đâu làm cho ta được sống dai lại chẳng bước tiến đưa một bước. Cho nên một con người mà giàu lòng nhân nghĩa thì con người này hạnh phúc lắm. Con người này không có phải nói gọn là chạy đến danh lợi tình. Con người này gần như là một chính nhân quân tử trong cuộc sống, ai ai cũng phải nói gọn là cũng thương cũng quý cũng trọng. Cho nên cái khái niệm mà thầy dạy người tu như thể má tòng, ai cũng quý cũng trọng cũng nhìn đó, thì khái niệm này đồng đạo phải gắn với tám điều năm cấm. Chúng ta có thực hành tám điều năm cấm thì lúc về chúng ta là cái má cái tòng, người ta mới quý mới trọng mới nhìn mình. Còn giờ này chúng ta tu năm nay ăn chay 20 năm rồi mà tám điều năm cấm chúng ta phạm tùm lum hết rồi, mà kêu người ta quý người ta trọng mình nhìn mình sao được đồng đạo. Người ta chê mình cái trọng mình gì, người ta ghét mình cái quý mình gì đồng đạo, bởi mình làm không đúng đồng đạo à. Cho nên ở đó chúng ta thấy rõ, giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải nhận định ở chỗ này để chi, để chúng ta xem nhẹ danh lợi mà trong đời sống của mình, nhân nghĩa ở đời đặt lên hàng đầu trong cuộc sống. Rồi đồng thời đến cái vết thứ ba nữa, Đức Thầy sợ chúng ta không thông so, không thông thoát, mình lại có những cái sự xu phụng và phụ bạc. Cái người giàu thì chúng ta xu phụng, gọi là nghèo á vua bợ đỡ nịnh tà khó trộm cướp cũng lại như xấu. Còn cái người nghèo thì lại chúng ta lại phụ phàng, lại chê bai. Cái người giàu thì chúng ta là vua, còn cái lại xu phụng, còn cái người nghèo thì chúng ta phụ bạc. Như vậy thì sở dĩ có những đức tính đó là bởi vì chúng ta chỉ biết có một ở trong hiện tại, chứ chúng ta không biết được cái khác. Cho nên hôm nay mình lên học Phật,
Ngoài cái việc hiện tại thì cái quan trọng là chúng ta biết cái hậu. Cái hậu là chúng tôi nói là gì? Là do một cái định lý nhân quả nó chi phối. Cho nên chúng ta đưa ra hai bài toán để chúng ta bàn. Cái thứ nhất nè, giờ này để không xu phụng mà của bạn, thì về ý tưởng đồng đạo phải có một nhận định. Chúng ta đến với người giàu, chúng ta được cái gì? Mất cái gì? Rồi chúng ta đến với người nghèo, chúng ta được cái gì? Mất cái gì? Mình phải nhận định cái này, cái tự nhiên chúng ta bỏ cái xu phụng của bạn. Vậy thì bài toán thứ nhất, chúng ta đến với người giàu, chúng ta được cái gì? Chúng ta được tiền, được của cải, được gạo lúa. Thiếu tiền là tôi được cho ta mượn tiền, thiếu cái gì qua cho ta, ta được cho mình mượn. Như vậy thì người ta cho mình mượn cái vật chất, người ta cho mình cái vật chất, nhưng mà cái hậu là gì? Cái hậu là chúng ta thiếu nợ họ. Đến với người giàu, nếu mà theo lý nhân quả thì chúng ta được là được cái giả, nhưng mà chúng ta bị mất là mất gì? Mất cái nợ, mất cái nghiệp. Người ta cho mình, giàu là người ta cho, nhưng mình cũng nợ người ta chết đồng đạo. Tôi nói ví dụ bây giờ đồng đạo đang thiếu 10 triệu, 5 triệu, đồng đạo đến người giàu ta mượn, mình mượn, mai mốt mình trả đó, nhưng mình cũng mắc nợ người ta. Cho nên đến người giàu thì chúng ta được cái giả, còn cái thiệt thì chúng ta lại mất cái nợ. Mất cái nợ để rồi sau này chúng ta phải trả cái nợ đó, chứ chúng ta không trốn được khỏi, đạo nhớ kỹ là trốn khỏi nha. Còn câu chuyện thứ hai là chúng ta đến người nghèo, thì đến người nghèo chúng ta mất cái gì? Thứ nhất là hao tốn tiền, hao tốn gạo, hao tốn quần áo. Đến người nghèo ta xin thì không ạ, chị ơi chị tôi khổ quá, có gạo cho tôi 10 kg gạo. Chị ơi chị tôi khổ quá, có tiền cho tôi 100 ngàn. Chị ơi chị quần áo cũ có không, cho tôi vài bộ, tôi khổ quá. Thì đương nhiên là mình tốn đúng không? Nhưng mà quần áo gạo tiền là gì? Đó là giá. Mà thầy dạy là tiền ma gạo quỷ đừng nên trữ, sao cũng tiêu theo lực của trời. Vậy thì chúng ta mất cái giả, nhưng mà hậu có được cái gì? Chúng ta được cái phước. Dầu rằng mình cho gạo, mình cho tiền, mình cho quần áo, nhưng đâu phải cho đâu. Đây là làm một cái cuộc thay đổi, cái cuộc trao đổi, đâu có cho. Mình cho cái giả, nhưng mình nhận là cái gì? Cái thiệt. Cho quần áo, cho tiền, cho gạo giả, đồ giá, nhưng mà chúng ta nhận là phước thiệt. Vậy thì đến với người nghèo thì chúng ta được cái phước, đến với người giàu thì chúng ta nợ cái nghiệp. Vậy thì đồng đạo hiểu đến đây là chúng ta không còn sự buồn của bạn. Hiểu đến đây rồi chúng ta kiếm người nghèo chúng ta chơi, kiếm người khổ chúng ta cưỡng. Bởi vì chúng ta đến với người nghèo, đến người khổ để chúng ta có điều kiện, chúng ta có phước. Còn đồng đạo đến người giàu, đến người dư ăn dư mặt thì họ không cho phước chúng ta đâu, mà thường họ cho chúng ta cái nợ đó. Thì khi hiểu vấn đề này chúng ta không còn xu phụng và phụ bạc nữa đồng đạo. Thì đó là cái ý sau cùng điều cấm thứ ba. Rồi đến điều đáng cấm thứ tư, Đức Thầy mới dạy: ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa vị thần thánh không can phạm đến ta. Như vậy thì điều cấm thứ ba này, thứ tư này có ba ý. Thứ nhất là gì? Đức Thầy không cho chúng ta kêu trời Phật thần thánh mà sai. Thứ nhất là sai, thứ hai là nguyền rủa, và cái vế thứ ba là Đức Thầy giải nghĩa vì thần thánh không can phạm là đến ta. Như vậy thì sai, thế nào gọi là sai? Có nghĩa là sai nhẹ hơn. Sai là anh làm tôi dùm túi này coi, chị làm dùm túi kia coi, đó là sai đó. Như vậy thì khi nói đến đây, đồng bào hình dung ra mình có sai các mọi người trên không? Thì tôi thấy là có đồng bào ạ, có đó. Có nghĩa là do mình không chấp nhận được với cái hoàn cảnh sống, tiếp cận với cuộc sống. Tôi nói như vả sử như thời tiết mấy ngày nay đó, chúng ta thấy là mưa bão phải nói liên miên đó, nhất là cơn bão số 3 vừa rồi đồng bào thấy đó, cũng phải nói gọn là ảnh hưởng rất lớn về cái vật chất, luôn cả sinh mạng con người. Ở trong cái nước Việt Nam chúng ta mình thấy rất rõ đó, điều này thì mình đồng đạo đã thấy rồi. Thì nhiều khi thì mình cũng có những cái mình không hài lòng, ông trời gì đâu mà bão như vậy, hại cái người dân ở miền ngoài, ở tỉnh ngoài, nào là lũ lụt nè, rồi nào ở thủ đô Hà Nội là cây cối nó ngã, phải nói hàng nghìn cái cây nó ngã vào đường, hư hỏng biết bao nhiêu về cái hạ tầng cơ sở. Thì chỉ cần mà chúng ta có những cái sự than quán đó là hầu như là chúng ta đang ngấm ngầm, chúng ta đang sai rồi bạn. Bởi vì thật sự điều này đâu có biết được đâu. Tất cả mọi sự kiện trên thế gian này do định nghiệp chi phối. Do định nghiệp chi phối, nhiều khi ở chúng ta đây như thế, nhưng mà chỗ khác còn nặng hơn nữa thì sao? Cho nên chúng ta chi bằng chúng ta khắc phục mọi cái sự do bạo lụt tàn phá. Yếu tố đầu tiên quan trọng là khắc phục, tìm cách khắc phục, tìm cách giúp đỡ những người đang rơi vào trung tâm bão, những cái người khổ do bạo lụt gây nên, tìm cách khắc phục cho chúng ta không được than quá.
chúng ta khắc phục mới giải tỏa được vấn đề, mới giải quyết vấn đề. Còn nếu mà chúng ta than quán trách trời trách Phật, than chừng nào tội chừng đó, nghiệp chừng đó, thì điều này là chúng ta sai đó. Hoặc giả là bữa nay ông trời nắng đó, rồi chúng ta lại than trời nhiều nắng như vậy, thì như vậy là chúng ta cũng đang sai đó. Hoặc giả thời tiết giờ này đang ẩm ướt hoặc là đang lạnh vào mùa đông chẳng hạn, dưới 20 độ chẳng hạn, ở miền Nam chúng ta dưới 20 độ lạnh lắm đó. Rồi nhiều khi là chúng ta lại có những cái sự không hài lòng với cái thời tiết lạnh, thì đó là chúng ta đang sai đó. Cho nên mình quay bàn như thế coi cái mình có sai không đâu. Hoặc giả là thường quý và đàn ông chúng ta mời đồng đạo mình thì thường mình mở miệng mình có tiếng điểm đó, mà ngày xưa tôi cũng có đồng đạo, khi mình mở miệng mình ưa kêu trời đó, mình mượn cái tiếng điểm, thì đó là chúng ta đang sai. Thì đây là những cái ngôn từ nó hơi thiếu lịch sự, những cái ngôn từ nó rơi vào ác khẩu, những cái ngôn từ gây cái nghiêm, cho nên chúng ta hạn chế. Hồi đó thì mỗi khi cái việc gì đó, thường thường đàn ông thì cũng kêu trời kêu Phật, hoặc là quý cô mà hết hồn mà liệu đó, thì chúng ta cũng thường mượn những cái danh từ khó nghe đó để chúng ta những cái danh từ xúc phạm đó để chúng ta nói. Nhưng mà giờ này thì đàn ông, quý ông thường thì chàng ơi, nó nhẹ nhàng, hoặc giả là hôm mà chúng ta giận lên thì mô Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, bất ngờ chúng ta niệm Phật, thì bao nhiêu đó chúng ta thấy nó rất là tốt, tức là mình đã có được cái sự thay đổi. Và cái thứ tiếp theo nữa là về cái vấn đề nguyền rủa. Như vậy thì nguyền rủa là nặng hơn. Nguyền rủa là thể hiện trong cái trường hợp mà cái tánh sân chúng ta, tánh sân chúng ta đã phát quả ra rồi, thì mình sẽ mượn thần thánh trời Phật trong lúc mình bị tai nạn khủng khiếp, trong lúc mình bị đau ốm, hoặc giả là trong lúc con cái mình nó không nghe lời mình, thì thường chúng ta có những cái câu từ cao cấu để mình mượn trời Phật để chúng ta nguyền rủa. Giống như Đức Thầy dạy là mấy câu trên toàn làm đồng đặc, những đàn bà khai khắc cháu con kể từ nay phải giữ cho tròn không chừa dứt, ác mang tài ác đồng đạo. Không phải riêng mấy cô đâu mà mấy ông thấy còn hơn mấy cô nữa đồng đạo. Bởi vì văn chương mà, cái đoạn này Đức Thầy dùng văn chương Đức Thầy viết liền mạch như thế thôi, chứ Đức Thầy chúng ta không phân biệt đâu à. Cho nên có nhiều vị đàn ông chúng ta mà giận con mà thì cũng dùng những cái lời nguyền rủa tàn bạo còn hơn nữ nữa. Tánh đàn ông nào biết cũng nóng hơn cái nữ đó. Thì chúng ta phải nói ở đây là mình muốn nói một cái để chi? Để chúng ta hài hòa đồng điệu với nhau. Bởi vì cái này trong cái cuộc sống thường nhiên chúng ta thường phạm. Và đồng thời cái vế sau cùng Đức Thầy mới lý luận là các vị này không can phạm đến ta, không dính dáng gì cả. Mọi cái sự kiện tốt xấu trên đời này là hoàn toàn do ta tạo, chứ không phải ông trời, ông Phật, ông thần, ông pháp nào đem đến cho ta cả. Chúng ta gieo nhân lành thì hưởng quả lành, gieo nhân dữ thì hưởng quả dữ. Chúng ta đang ở một hoàn cảnh trời nóng, trời nắng, trời mưa hay là bão tố, giông gió gì đó, hoàn toàn do định lý nhân quả chi phối, chứ thật sự không có can, không có liên can đến trời Phật, thần thánh. Cho nên chúng ta phải giữ kín cái miệng của mình. Vì vậy nên điều đáng cấm thứ tư này, Đức Thầy muốn tôi và đồng đạo chúng ta rèn được cái hạnh chánh ngữ. Rèn cái hạnh chánh ngữ đồng đạo, có nghĩa là lời nói chúng ta phải thơm tho, đúng như Thầy dạy, lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch. Khi thốt ra đoan chánh hiện từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác hòa ương đeo đắm đồng đạo. Nếu chúng ta còn kêu trời Phật thần thánh, đó là tích ác đó, đó là tích ác, thì đương nhiên tương lai chúng ta sẽ rơi vào chỗ như Thầy đã dạy là quả ương đeo đắm. Thì đó là đại để điều đáng cấm thứ tư. Điều đáng cấm thứ năm Đức Thầy dạy: ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò, và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Thì kính thưa đồng đạo thông cảm, bởi vì đọc tới đó là những cái bữa đồng đạo. Cho nên trong 8 điều đáng cấm, khó nhất là điều đáng cấm thứ năm. Tôi đọc thì không ai nói gì, mà một lát mà tới mà mời lên phát máy đồng đạo đọc chật lúc giờ không tặng máy liền. Trên đời nó cũng có những cái cũng có những cái mà chúng ta thấy hầu như là nó không được công bằng hết. Đáng lẽ là đồng đạo phạt tôi phải chứ, bởi vì đọc nó chật ra đọc không tới được phải đọc lại, nó phải phạt mới được đồng đạo. Mình phải là người bị phạt mới đúng không đồng đạo. Cho nên thì thật sự là muốn nói với nhau như thế để chi? Để cho chúng ta thông cảm với nhau thôi. Không ai là toàn vẹn đồng đạo à. Mà chúng tôi cũng thường nói hoài tất cả các bài nói chuyện của mình, thì mình cái câu cuối cùng mình rất là mong cái sự đóng góp của quý đồng đạo, cho thật sự là không ai hơn ai cả, để thấy rõ rằng tôi và đồng đạo chúng ta cũng giống nhau thôi. Mình cũng vẫn có những cái tiểu tập về giảng thầy, thật sự là 8 điều đáng cấm đạo biết là tôi thuộc,
nói chung là gần như là máu mà cắt ra cũng có 8-8 chấm nữa, nhưng mà độc vẫn còn bị trật đó đồng đạo. Chúng ta phải nhớ điều đó, cho nên chúng ta phải cố gắng nha, cố gắng thế nào đó, ôn học thế nào đó trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Như vậy thì qua điều danh cấm thứ năm này thì đồng đạo thấy Đức Thầy dạy chúng ta là về ba ý. Ý thứ nhất là về ăn, ý thứ hai là về cúng, và ý thứ ba là Đức Thầy muốn khẳng định lại chúng ta là có trường hợp cúng kiến mà làm hết bệnh. Vậy thì mình phải hiểu được các lý do này, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta trong cái cuộc sống hàng ngày, nếu như đồng đạo ăn chay trường thì chúng ta bỏ cái ý đồng. Ăn chay trường đâu còn ăn thịt nữa đâu mà chúng ta phải sợ là thịt trâu chó bò đồng đạo. Cho nên những đồng đạo ăn chay kỳ thì chúng ta nặng hơn. Ăn chay trường thì chúng ta còn hai ý sao, còn ăn chay kỳ thì chúng ta phải thêm ý đầu tiên này nữa. Vì vậy cho nên do điều kiện xã hội, hoàn cảnh sống hàng ngày, đồng đạo chưa ăn chay trường được, thì giờ này đồng đạo phải nhớ là Đức Thầy dạy là chúng ta không ăn thịt trâu chó bò. Điều này là ta không được ăn. Tại sao Đức Thầy lại cấm không cho chúng ta thịt trâu chó bò? Ở đây Thầy cấm có ba con, nhưng mà trong ác sát sanh Đức Thầy cấm nhiều hơn. Đối với các gia súc như trâu bò, ngựa, chó, mèo, ta chẳng khác sát hại vì chúng đã giúp ích cho ta trong các công việc sinh hoạt hàng ngày. Như vậy thì ở trong ác sát sanh Đức Thầy còn nó rộng hơn trâu bò, ngựa, chó, mèo. Ở đây thì trâu chó bò, còn ở trong kia Thầy còn dạy hơn, có con ngựa, con mèo. Đó cho nên Đức Thầy đã khẳng định các vật này giúp ích cho ta trong các công việc hàng ngày. Cho nên họ là người ơn của mình, mà đã ngựa của mình rồi. Dân tộc Việt Nam chúng ta dân tộc tính uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ cả trồng cây. Có ai nỡ nào mà giết ngựa của mình để ăn thịt đồng đạo? Theo tôi nghĩ là không thể. Cho nên không thể nào đồng đạo, đã là ngựa của mình rồi thì mình phải giúp đỡ họ, tha thứ họ, mở đức tính hiến sinh, chứ không có lý do nào mà chúng ta lại sát hại họ. Mình phải nhận định điều đó. Và đồng thời đồng đạo thấy con trâu con bò thì dầu rằng ngày giờ này nếu về khách quan thì cơ giới quá nông nghiệp, tức là sức máy móc đã thay thế sức trâu sức bò. Nhưng mà đồng đạo nhớ kỹ, cuộc sống con người Việt Nam chúng ta, mình nói người Việt Nam chúng ta thôi, gần gũi để chúng ta dễ hiểu, thì dầu ở hoàn cảnh nào nhưng mà hình tượng con trâu con bò vẫn là người ơn của chúng ta. Trong giai đoạn chưa có máy móc, chưa có dây chuyền máy móc, thì nếu không có trâu có bò, làm gì ông cha chúng ta có những thửa ruộng, làm gì ông cha chúng ta có được những cái sự cày sâu cuốc bẩm để rồi có được cái hàng, những cái tạo nên những cái nguồn nông sản để lo chu cấp cho cuộc sống này. Và có thể nói rằng cái sự phát triển nông nghiệp cũng như là công nông nghiệp ở đất nước Việt Nam chúng ta thì phải nói gọn là bắt đầu từ sức trâu, sức bò, sức ngựa, vân vân. Thì đấy, chính vì lý đó mà Đức Thầy cấm không cho chúng ta ăn thịt các con vật này, bởi vì đó là các con vật thuộc về người ơn của mình. Rồi con chó cũng vậy, con chó được sinh ra để trả nợ. Và đặc biệt khi con chó sinh ra nó giữ nhà chúng ta, chứ không phải sinh ra để làm mồi chúng ta ăn thịt đồng đạo. Mình phải khẳng định điều đó. Và hơn thế nữa, con trâu, con chó, con bò, đây là những con vật có được một cái tánh linh. Nếu nói về mức độ tiến hóa thì có thể nói là kiếp này, trong một kiếp này thôi thì các con vật này sẽ trở thành con người đó. Nó chỉ giới hạn một kiếp của nó thôi. Khi nó làm xong kiếp trâu, kiếp bò, kiếp chó thì kiếp sau thì nó thành người. Theo đồng đạo, cho nên Đức Thầy cũng vậy, là giống thú kia mà, giống thú kia là loài xanh cằn mà còn biết kiếm tầm đậu đức, thú vật biết tu hành náo nước, còn người sao chắc đức không chậm. Nếu như ở đây mà chúng ta không tu đó, mình mà chậm tiến, coi chừng mai mốt chúng ta đi sau nó đồng đạo. Mai mốt chúng ta về vị trí đó thì coi chừng về đích đó, chúng ta đi sau nó, bởi chúng ta không có tu. Do đó cho nên hiểu được cái tánh hài hòa đồng điệu này thì chúng ta không được sát giết nó. Thì đó là về cái phần ăn. Đồng đạo nào còn ăn chay kỳ thì Đức Thầy cấm không cho chúng ta ăn thịt trâu, thịt chó, bò. Nếu ăn là chúng ta phạm giới cấm ở điều thứ năm này. Và về vế thứ hai nữa là về cúng. Thì nếu nói về cúng kiến, Đức Thầy không cho chúng ta sát vật để cúng tế. Bớt giết vật đặng mà cúng tế. Gẫm thánh thần đâu có tư điên, rủi ốm đau bở tại căn tiền, hoặc thiện kiếp làm điều bảo ác. Mà Đức Thầy rất rõ rồi. Đồ phải ăn năn phước điện tạo tác, lo thuốc thang khẩn phái Phật trời, đồng miệng sửa lòng ác Phật, giúp đời xuống phước rộng từ bi hiển xã. Cho nên trường hợp nào mà chúng ta cúng, trường hợp cúng là thứ nhất là đau ốm bệnh hoạn đến ông thầy bà cô, hoặc là những cái tộc họ khó khăn khi sinh ra phải ký bán con cháu mình để cho tộc họ, hoặc là cho các cái vị này vị kia mà không rõ căn tích đó. Rồi đồng thời buộc phải là 6 tuổi cúng một cây thủ dĩ, rồi 12 tuổi cúng một con heo, vân vân. Thì đó là mình thấy trong xã hội, nhưng mà trước đây còn giờ này thì ít rồi.
hoặc giả là những cái trường hợp những đứa trẻ sơ sinh ra rồi bị nóng đầu, bị sổ mũi, đến bà thầy, đến ông thầy bà cô coi bói, thì lúc giờ nói rằng bị cô bà quở trách, mẹ sanh mẹ độ gì đó, buộc phải viết phải giết một con vịt, một con gà để cúng kiến gì đó, thì những điều này nó rơi vào dị đoan mê tín. Những điều này là không có trong đạo Phật giáo mà chúng ta, thì đó là trường hợp sát khí thứ nhất. Rồi trường hợp sát khí thứ hai là gì? Trong những cái ngày, ví dụ như ngày mùng 3 Tết, hay hoặc giả trong những cái ngày khai trương cửa tiệm hàng quán, hoặc là khi mà thu hoạch một cái mùa lúa xong, thì theo một cái tục này chúng ta thường đó, thường để có gà vịt hoặc là những cái món khác để chúng ta cúng lễ chẳng hạn như thế, thì điều này là không. Đó là Phật giáo bảo là không, Đức Thầy cấm không cho chúng ta sát hại lò vật để cúng tế. Thay vì chúng ta khai trương hàng quán, thay vì ngày mùng 3 Tết thì Đức Thầy dạy chúng ta chỉ cúng bông và nước lã thôi, hôm nay mình khai trương hàng quán thì mình chỉ cúng bánh trái, bông nước thôi, thì bao nhiêu đó cũng đủ rồi, chứ không phải chúng ta bày ra đăng đăng đê đê chúng ta mới cúng. Mình cúng cho người sống á, không phải cúng người chết đồng nào ạ. Có nghĩa là mình cúng đây xong rồi là người sống họ Phật, còn cái nghiệp là chúng ta lại bị oan khiên báo đền, không bao giờ thoát được. Cho nên mình phải có được một cái chánh kiến, đây là điều gì đó phải tính. Và đồng thời cũng có trường hợp cúng kiến hết bệnh, cũng có trường hợp cúng kiến hết bệnh, là chúng ta phải nhận được điều này để chúng ta giải mã ở cái điều đăng cấm thứ năm này. Cho nên trường hợp nào cúng kiến hết bệnh, thường là trường hợp cúng kiến hết bệnh là trường hợp những người không có đạo, không có tôn giáo, lại nhẹ dạ, lại dễ tin. Chính vì mình nhẹ dạ, mình dễ tin, cho nên cái sự kiêu cảm trong lòng mình lúc này nó ứng lại với các vị tà thần. Cho nên trường hợp cúng hết bệnh, ai làm hết bệnh, xin thưa đó là tà thần. Như vậy tà thần là ông thần nào? Tà thần là tà lá thần ấn độ cúc. Tà thần là các vị thần trong A-tu-la. Trong A-tu-la phân làm hai hạng, một là chánh thần, hai là tà thần. Như vậy thì nếu nói hạng A-tu-la mà chánh thần thì hạng này cao hơn người một bậc, cao hơn loài người một bậc. Mà A-tu-la mà cái hạng tà thần thì hạng này đó dưới loài người chúng ta một bậc. Nếu như loài người chúng ta, cái con người chúng ta mà chúng ta có tu hành làm hiền làm lành thì chúng ta cao hơn A-tu-la. Mà nếu con người chúng ta không tu làm dữ thì chúng ta thấp A-tu-la. Cho nên giữa lục đạo A-tu-la và loài người thì nó có một sự quan hệ chặt chẽ với nhau do cái hành động thực tế mà ra, chứ chưa nói loài nào cao hay thấp. Vì vậy cho nên từ ở cơ sở đó, tà thần là những vị này thấp hơn con người chúng ta. Họ hàng ngày họ đi phá quấy, đi chọc ghẹo, ăn đồ cút, để rồi cuối cùng họ bị nghiệp lực trong đắp. Đã họ thấp hơn mình rồi mà hôm nay lại tin họ nữa, thì đây là điều rất là phi lý. Cho nên ở cái này Đức Thầy sợ chúng ta nhận lầm. Mình ít có xem giảng Thầy, mình chưa hoàn toàn có chánh tín, rồi mình nghe anh hai đằng sớm nói chị ơi chị, con tôi hổng nó đau nhiều lắm chị, thầy thuốc chữa trị không có hết. Nhưng mà nghe ông thầy tư xếp trên á, ổng coi xong rồi ổng kêu về bằng con làm á là mua một cái thủ vĩ cúng kiến, hoặc là sát một con gà con vịt cúng kiến, giờ này con tôi hết bệnh đó chị. Thì nếu mình nghe như thế là mình biết à, tôi biết rồi, như vậy thì con chú con quanh mà hết bệnh đó là do tà thần làm thì con hết bệnh. Mà Đức Thầy đã dạy rồi, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta, cho nên hết bệnh hết tạm thời. Ngày nay hết bệnh nhưng ngày mai, ngày mốt, ngày kia, tháng sau, năm sau bệnh còn nhiều hơn nữa. Và bệnh nhiều hơn nữa chẳng dừng cái đó, mà bệnh vài lần và cuối cùng rồi thì cuối cùng cũng xong đồng đạo. Cho nên nếu mà hiện nay thôi chi bằng ngay từ đầu giải quyết cho nó xong, không nó đỡ khổ. Còn giờ này cái dài thời gian chúng ta cúng kiến nhiều chừng nào thì họ ăn quen, nhiễu hại ta thì coi như chúng ta lại làm tơi tới cho họ. Tu là tu sẽ chánh đạo, mà chúng ta còn có sự chiêu cảm dị đoan mê tín cúng kiến tà thần thì cuối cùng chúng ta làm tay sai cho tà thần, coi như cả đệ tu chúng ta là mình bị mất hết tất cả rồi, ở từ cái chỗ mình nhẹ dạ dị tín. Cho nên ở cái phần sau này để chúng ta giải mã, cũng có một số trường hợp trong xã hội này cũng có nhiều người hỏi với tôi rằng chú Tâm ơi, tôi thấy cúng có hiệu lệnh, có hiệu nghiệm cúng hết bệnh. Có, cũng có hết bệnh, nhưng mà hết cái trường hợp nào là trường hợp mà chúng ta vừa bàn. Cái người làm hết bệnh thì đây là tà thần, có nghĩa là họ chỉ nhử mồi thôi, họ làm hết bệnh để chúng ta nhẹ dạ dễ tin, từ đó họ đưa chúng ta từ chánh tín sang qua mê tín, từ chánh thần sang qua tà thần, rồi cuối cùng rồi thì cả một cuộc đời chúng ta luôn cái dòng họ chúng ta luôn sẽ đi vào một cái mức độ tà thần, là coi như là cái sự tín ngưỡng tâm linh chúng ta nó sẽ đen tối mãi mãi, và chúng ta sẽ bị trầm luân đọa lạc, coi chừng kiếp này sinh chúng ta lại đào thai trở thành những vị a tu la tà thần, thì nguy cho cuộc đời chúng ta kể như là không có còn lối thoát nào.
Mình phải nhận định điều đó để chúng ta có được một cái chánh trí, có một chánh kiến, để chúng ta dẹp cái điều dị đoan mê tín như Đức Thầy dạy: cậu cô chú bác đừng coi bói theo lối dị đoan mất mà học. Thì đấy là đại khái điều đó cấm thứ năm mà Đức Thầy đã dạy. Rồi đến điều đó cấm thứ sáu, Đức Thầy mới dạy: ta không nên đốt cái tiền vàng bạc ghế quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường của Đức Thầy tập. Như vậy thì nội hàm điều đáng cấm thứ sáu này thì Đức Thầy nói phần trước và phần sau Đức Thầy lý giải. Cho nên phần trước Đức Thầy không cho chúng ta đốt giấy tiền vàng bạc với quần giấy áo, bởi vì Đức Thầy biết đây là việc tốn tiền vô lý. Và Đức Thầy cũng xác định rất rõ cõi âm phủ không ăn hối lộ, mà Đức Thầy dạy là cũng không xài được nữa. Thứ nhất là lãng phí, thứ hai là cõi âm phủ ăn hối lộ, thứ ba là cũng không xài được nữa. Như vậy là chỉ cần ba yếu tố này là chúng ta đốt bao nhiêu bỏ bao nhiêu, không có một cái hiệu quả, không có một cái hiệu quả nào cả đồng đạo. Cho nên thay vì số tiền này không nhiều, nhưng mà Đức Thầy dạy chúng ta là nên dùng vào cái việc phước thiện. Dùng số tiền này giúp đỡ người rất tàn tật thì từ ở chỗ đó, cái cơ sở đó thì phước đức hơn là chúng ta đốt là bỏ. Mình phải nhớ đốt là bỏ, không xài được đồng đạo. Cho nên hôm nay chúng ta phải tin là Đức Thầy. Như vậy thì giờ này mình bàn qua khái niệm giấy tiền vàng bạc với quần giấy áo. Cho nên khái niệm giấy tiền vàng bạc thì hầu như tất cả chúng ta đều hiểu. Nó tùy theo mỗi cái hoàn cảnh xã hội, và có thể nó có khác nhau một số yếu tố. Ngày xưa giấy tiền vàng bạc, nhưng giờ này thì tiền đô la âm phủ hoặc là tiền Việt Nam, tức là ngang hàng điểm phủ, hoặc là họ sẽ in với những cái giấy tiền có một cái giá trị cao, cũng như là yên nhật hay là những cái giá trị khác ở trên thế giới này. Như vậy thì đây chúng ta nói gọn nó là không thật. Rồi bên cạnh giấy tiền vàng bạc, bên cạnh giấy quần giấy áo, tức là ngày xưa giấy họ xếp thành cái quần, thành một cái áo, nó có một cái kiểu mẫu giống mình nói nôm na đây là chỉ là một cái mô phỏng cái quần cái áo thôi. Cho nên theo một cái sự mê tín đó thì đốt, nghĩ rằng quần áo này gửi cho người âm phủ xài được. Nhưng mà ngày giờ này tinh vi hơn, ngoài giấy tiền vàng bạc quần cái áo thì giờ này còn có thêm một số mô hình, ví dụ như là mô hình nhà lầu, mô hình xe hơi, rồi mô hình cái quạt máy, mô hình cái máy điều hòa, mô hình cái tủ lạnh, mô hình một cái emulsion, luôn cả mô hình một chiếc điện thoại di động, vân vân. Có nghĩa là họ nghĩ rằng xã hội này có cái gì thì họ sẽ chế tạo cái đó để cho những người mê tín nhẹ dạ đốt để về dưới, tin tưởng rằng đó sẽ ông bà mình chết về dưới sẽ xài được. Thì điều này lại mang một tính chất nghịch lý theo một cái bản tâm của tất cả mọi người. Bởi vì tất cả chúng ta, cái ông bà cha mẹ mình chết thì xin thưa đồng đạo, lúc nào cũng muốn ông bà cha mẹ mình được đi lên hết. Có ai muốn ông bà cha mẹ mình ở dưới âm phủ hoài lắm đó. Thường ngày mình cầu nguyện ông bà cha mẹ được về cực lạc, cầu nguyện thì được đi lên về cực lạc, nhưng mà đợi tới lễ giỗ ngày kỷ niệm tới Tết đốt giấy tiền là bạc gửi về dưới. Như vậy là mình đã mặc định mình đã cho ông bà cha mẹ ở dưới đi, an tâm ở dưới âm phủ đi, rồi hàng năm như vậy con gửi tiền xuống khỏi đâu hết. Thì rõ ràng đây là một điều đang đi ngược cái đạo hiếu đâu đó. Và hơn thế nữa, cái nguồn gốc của giấy tiền vàng bạc thì đường Đức Thầy dạy ở hai chỗ. Trong sấm giảng quyển nhì, Đức Thầy dạy rất rõ rồi: những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Xưa thần tố bài điều tà mỹ mà dắt diều bá tánh đời đường, thấy chúng sanh làm lạc đáng thương, cõi âm phủ đang của hót. Cho nên cái nguồn gốc là Thầy dạy do thần tố bài, mà thần tố bài nhiều chuyện, mà những chuyện thần tố bài đồng đạo thấy có gì đâu tốt đâu, có nào tốt được trong đó có giấy tiền vàng bạc, rồi có lầu, có nhiều vấn đề khác nữa như chúng ta đọc ở nhiều đoạn khác. Rồi ở một cái bài thứ hai Đức Thầy, một cái chỗ thứ hai Đức Thầy sáng tác trong cái bài, tức là 29 tháng chạp. Vậy thì bài 29 tháng chạp thì đồng đạo thấy rõ một năm như thế tiêu thụ giấy tiền vàng bạc nhiều nhất là ngay lúc Tết. Bởi vì giấy tiền vàng bạc chúng ta tiêu thụ ở ba cái yếu tố, ba cái giai đoạn. Một là lúc đang tan gia, tức là đám tang. Hai là cái ngày lễ giỗ, và cái thứ ba là lễ Tết. Nhưng mà lễ Tết nó nhiều hơn. Lễ Tết hầu như ngày xưa nhà nào cũng có giấy tiền vàng bạc quần áo hết. Đây là cái chuyện của Đức Thầy chứ đây nói thảo. Cho nên khi mà viết cái bài 29 tháng chạp thì tác cái câu cuối cùng Đức Thầy đã cảnh tỉnh rồi: dân chúng cho nên đốt giấy tiền, bởi vì diêm chúa chẳng tình riêng,
phán quan tả hữu không dùng hối nên mới vệ dân bỏ giấy tiền vàng bạc đỡ tay khách chú làm. Phật thần tiên thánh chẳng dùng ham, giấy quần giáo không nên đốt, nghĩ chuyện dối mà chẳng đáng làm đồng đạo. Thì Đức Thầy đã khẳng định qua 8 câu này rồi, chúng ta đã biết rồi, đây là cái trò này từ Trung Quốc rồi. Do khách trú, họ trú ngụ đất nước Việt Nam chúng ta, họ là khách, rồi họ đem một cái nét văn hóa của nước họ vào đất nước Việt Nam chúng ta, rồi lại bị người dân chúng ta lại tiếp thu. Cho nên từ ở chỗ đó mà hôm nay Đức Thầy phải xác nhận cái địa chỉ đó để Đức Thầy dạy chúng ta. Cho nên hôm nay đối với chúng ta thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải nói không nhé. Ở đây Thầy dạy là ta không nên á, mình phải nói không với cái tiền vàng bạc, cái quần cái áo trong những cái đám ma chay, trong những ngày kỷ niệm và đặc biệt là trong cái lễ Tết. Dầu rằng số tiền này không nhiều nhưng mà chúng ta cũng có thể mua được một vài ký gạo, cũng có thể là một vài trăm ngàn để chúng ta cho cái người nghèo lỡ đường đó rất tàn tật, để chúng ta hồi hướng công đức ấy cho bà cha mẹ quá phản, thì kết quả cao hơn. Cao hơn là chúng ta đốt cái tiền vàng bạc, bởi chúng ta đốt là chúng ta bỏ, chẳng những bỏ mà chúng ta còn gây ô nhiễm môi trường, có hại cho người chung quanh đồng bào. Mình phải hiểu tính tích cực vấn đề ở chỗ đó. Và đến điều răn cấm thứ bảy của Thầy dạy: đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Như vậy thì nếu nói theo án văn, mà theo cái thể văn chương mà về mà một cái bài văn nghị luận đó, thì điều răn cấm thứ bảy này gọi là bình đề đồng đạo. Đây là bình nè, Đức Thầy bình nè đồng đạo. Cho nên đứng cái này, đứng trước một sự việc à, đứng trước việc chi về sự đời hay đạo đức, cho nên luôn cả đời và đạo, cái quan trọng là ta phải suy xét cho minh lý. Cái chữ minh là sáng, lý là lẽ, rồi sẽ phán đoán việc ấy. Cho nên Đức Thầy sợ chúng ta phán đoán việc ấy khi chúng ta chưa minh lý. Vậy thì thế nào mới có được minh lý? Một người mà mới có minh lý thì người này không vội vã, không hấp tấp. Người này phải giàu về kiến thức, kiến thức Phật học, kiến thức đời sống, đời thường thì chúng ta mới minh lý đồng đạo. Còn nếu đồng đạo chúng ta không có kiến thức Phật học, không có kiến thức kinh nghiệm sống thì mãi mãi chúng ta không có minh lý đâu. Và nếu chúng ta không minh lý thì đương nhiên chúng ta phán đoán nó không đúng, mà phán đoán không đúng thì chúng ta sẽ bị mang nghiệp. Cũng giống như trường hợp nếu nói về đời và luân đạo cũng vậy, cũng giống như trường hợp của Khổng Tử, thì đồng đạo biết rằng Khổng Tử dầu rằng là một cái người gọi là thầy thiên hạ, chính mắt thấy tai nghe mà Khổng Tử chúng ta còn lầm đồng đạo. Cho nên mẫu chuyện này có một cái nhan đề là tức là nồi cơm của ngài nhan hồi. Thì lúc bây giờ đồng đạo biết thầy trò của Khổng Tử trong cái mùa xuân thu chiến quốc thì người dân khổ lắm. Khổng Tử hàng ngày chỉ ăn lúa ngựa, ăn độn không, chứ đâu có cơm đâu mà ăn đồng đạo. May một ngày nọ đi ngang một cái xóm này cũng trù phú, cho nên gặp một cái vị phú hộ mới cho một cái tô gạo. Thì có thể nói một tô gạo thời đó nó quý hơn vàng hơn ngọc đồng đạo. Thời đó phải nói gọn là thời chiến tranh khổ sở lắm. Cho nên lúc bây giờ khi dừng nghỉ một cái căn nhà quan thì Khổng Tử mới phân công cho nhan hồi là đệ tử của ngài, là cái người ân ý nhất đó, đi vào trong bếp đó lấy cái tô gạo này để nấu thành cơm. Rồi đồng thời Khổng Tử phân công cho Tử Lộ cùng với các huynh đệ khác đi vào ở trong rừng đó để kiếm một mớ rau dại đó đem về để luộc để dùng với cơm. Còn riêng Khổng Tử thì Khổng Tử nằm ở trên nhà trên đó để đọc sách xuân thu. Bởi vì căn nhà quan cho nên từ nhà trên vào nhà bếp nó trống lỏng, nó không có vách ngăn. Trên lúc bây giờ nằm đọc sách cũng khá lâu, tai nghe tiếng cua nấc rung. Lạ quá, sao lại nghe tiếng cua nấc rung? Thì lúc bây giờ Khổng Tử ngước mắt lên, thì khi ngước mắt nhìn lên thì thấy nhan hồi cầm cái xơ cơm đó đưa cơm vào miệng ăn. Lúc bây giờ Khổng Tử thất vọng, Khổng Tử mới than ôi trò hồi vì không nhịn được cái cơn đói. Mà học trò yêu của ta giờ này phải ăn cơm hết, ăn trước thầy trước bạn, than ôi trò hồi. Lúc bây giờ Khổng Tử buồn lắm, nhưng mà người trí không nói, gặp mình là mình nói liền đúng không đó, nhưng Khổng Tử không nói. Và một lát sau thì khi Tử Lộ đem rau về, và sau khi luộc rau xong thì chúng đệ tử mới dọn mâm cơm trên bàn. Đang hội tập trung các chúng đệ tử, Khổng Tử nói: thầy trò mình mấy ngày nay đói khát không, ngày hôm nay may mắn được có một cái bữa cơm này, cho nên thầy muốn hỏi ý các con đó, trước khi ăn đó có thể chúng ta đem mâm cơm này cúng cho ông bà của quyền gia tiên được hay không? Thì lúc bây giờ chúng đệ tử đồng thanh giả với thầy: nên cúng. Nhưng mà riêng nhan hồi không trả lời. Khổng Tử nghiêm nghị hỏi: tại sao trò hồi không trả lời? Thì nhan hồi mới thủng thỉnh: dạ thưa thầy, theo con đó thầy, nồi cơm này không nên cúng.
Khổng Tử hỏi tại sao không nên cúng, thì nha Nhan Hồi mới trả lời: dạ thưa thầy, lỗi cũng do con, bởi vì nồi cơm này không trong sạch. Hồi nãy khi mà cơm bắt đầu sôi thì con mới mở nắp chung ra con xơi cơm. Lúc bây giờ bụi trên trần nhà, bởi cái nhà quang lâu ngày rồi biết trên trần nhà nó bụi lắm. Có một cơn gió nhẹ thổi ngang, bụi trên trần nhà nó rớt xuống, nó làm bẩn, nó dớt lớp mặt của cơm. Con mới dùng cái xơi cơm, con mới vớt cái lớp cơm bẩn, con đổ đem bỏ. Nhưng con thấy thời này cơm nó quý lắm, bỏ uổng, cho nên con đã dùng cái lớp cơm bẩn ở trên miệng cơm rồi, trên ở trên lớp mặt rồi, cho nên cái phần con là con đã dùng xong, còn phần còn lại là của thầy và các huynh đệ. Chính vì vậy mà nồi cơm này không trong sạch, không nên cúng. Dạ thưa thầy. Thời lúc bây giờ Khổng Tử mới than: trên đời này có những việc chính mắt ta thấy, chính tay ta nghe, mà xích chút nữa là ta đã trách lầm cho trò hồi ta rồi. Xích chút nữa là ta đã trách lầm cho trò hồi ta rồi. Có nghĩa là lỗ tai nghe tiếng của nó phun, con mắt nhìn thấy Nhan Hồi đưa cơm vào miệng ăn, cứ nghĩ rằng Nhan Hồi là ăn vụng cơm, ăn trước thầy trước bạn. Nhưng không ngờ học trò ăn cơm bẩn, thay vì bỏ uổng quá ăn. Cho nên chúng ta thấy qua một chuyện đó, thật sự đồng đạo thấy rõ, tôi và đồng đạo chúng ta chưa phải là bao chuẩn bao thanh thiên đâu. Cho nên mọi việc ở đời chúng ta đừng vội vàng phán đó, mà chúng ta nên hết sức là cẩn thận kỹ lưỡng. Chúng ta phải phán xét cẩn thận rồi chúng ta hảo quyết đó. Đồng đạo còn nhớ trường hợp của Đức Thầy chúng ta không? Khi Đức Thầy ở với Bạc Liêu, nhà ông ký dỗ, thì lúc bây giờ ông ký lục nọ mới là, phải nói gọn là đến để dạm hỏi con gái ông ký dỗ cho con trai ông ký lục nọ. Thì lúc bây giờ bên nhà gái chú Tự thì cái chuyện nhà gái chú Tự chuyện bình thường hết. Nhưng mà đằng này ông ký lục họ lại nghi, nói rằng đó sở dĩ bên ông ký giỏi mà chú Tự không gả con gái ông con trai mình, chắc là do Đức Thầy. Do trong nhà có một vị trẻ tuổi tài cao, có một ngoại hình rất đẹp, nghe đâu là một vị giáo chủ khai sáng đạo, tài ba trí tệ, chắc là vị này có ý gì với con gái ông ký giỏi. Cho nên ông ký giỏi không gả con gái ông con trai mình. Cho nên rõ ràng đây là cái việc mà phải nói gọn là không có một cái cơ sở, chỉ là cái sự suy đoán. Thì nếu nó không có cơ sở, chỉ là sự suy đoán, mà chúng ta suy đoán nhiều chừng nào thì chúng ta lại mang quả chừng đó. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ: người mà ngẫm nghĩ chuyện xưa thánh hiền chẳng biết sao vừa lòng dân, đem thân mà đứt nợ trần, nợ trần không khéo trần ngần chuông giác. Cho Đức Thầy mới khẳng định rằng cách làm mang nghiệp vào thân, chỉnh nè vài vác thánh hồn chặt đi. Cho nên hôm nay chúng ta nhớ kỹ, mọi cái sự suy nghĩ của mình, chúng ta đừng suy nghĩ theo cái quán tính, chúng ta đừng nghe theo lời đồn, đừng nghe theo cái tin một chiều, mà cái quan trọng là chúng ta phải lấy tâm lấy trí xét soi. Thì đó là chúng ta thấy việc ngoài đời. Nếu ngoài đời đồng đạo nghe theo tin đồn, cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ, chúng ta nghe theo tin đồn là tự chúng ta mang họa vào thân khi mà chúng ta nói không đúng đồng đạo. Rồi đối với đạo cũng thế đồng đạo. Hôm nay đối với đạo mà nếu đồng đạo không suy xét cho minh lý, thì chúng ta nhận cái quyển thân này là thật, chúng ta không tin nhân quả, nhận tiền cổ là thật, thì lúc bây giờ đời tu không phát triển. Cho nên đồng đạo thấy giữa hai cái bài kệ của sư Thần Tú: bồ đề bổn vô thọ, tức là thân thị bồ đề thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất hoặc hà sử nhá trần ai. Thì bài kệ của Thần Tú là rõ ràng bài kệ thẩm minh lý. Ông nói cái thân này trường tồn với cái bồ đề, tâm này lúc nào sáng như cái đài nguyệt cảnh, chỉ cần là ngày nào mỗi ngày đều lao đừng để cho bụi nó dính là được rồi. Thì rõ ràng cái bài kệ này bị kẹt, giống như tôi và đồng đạo chúng ta tu hành mình còn kẹt. Nào là tích trữ cơm tiền dành cho nó ăn, để dành thuốc mang cho nó uống, kiếm tiền ngân sách cho nó vui, thì như vậy là không minh lý. Nhưng mà bài kệ của Huệ Năng thì sao? Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất và hà sử nhá trần ai. Dầu rằng bồ đề chứ cũng không có thọ, đâu cây bồ đề nào mà trường tồn vĩnh cửu đâu, cũng không có một cái đài nguyệt cảnh nào mà trường tồn vĩnh cửu cả. Và vật trở lại với lý chân không, cần gì mà chúng ta phải phủi phải lao. Thì rõ ràng đây là bài kệ minh lý đồng đạo. Cho nên thông qua bài kệ, hai bài kệ này, giờ này đồng đạo chúng ta suy xét cái minh lý về phương diện đạo. Thì mỗi đồng đạo chúng ta phải suy xét cái thân này, rồi đây sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Như Đức Thầy dạy, những cái sinh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác nữa, là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Mà Đức Thầy dạy là khuyên chúng sanh khuyên sớm chuyên cận,
tìm nguồn cội diệt từ tứ khổ bệnh với tử, từ kim chí cổ sanh với già, hai chữ hoài hoài đức Thích Ca Sở Lầu Đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Chúng ta phải quán xét cái thân này là giả, rồi đồng thời chúng ta phải hiểu được cái định lý nhân quả. Nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện. Vậy chúng ta phải luôn luôn tâm đắc là đức thầy, đó là luật nhân quả Phật là cao viễn, suốt cổ kim chặt lọt một ai. Vậy ta nên làm việc hàng ngày cứ bền chí có ngày không thả. Đó là chúng ta suy xét cho minh lý giữa phương diện đời và phương diện đạo. Và đồng thời ngoài chỗ này ra, đức thầy còn dạy thêm là tất cả các hành động trong đạo hay ngoài đời, trước khi làm điều gì phải tính toán một cách cẩn thận, đừng làm chuyện ngông cuồng vô ý thức. Cho nên đức thầy dạy chúng ta muốn đạt thì năm thứ bảy chúng ta phải có chánh kiến, chánh đúng sự thật, kiến thấy xem xét, chánh kiến dòm thấy xem đúng theo sự thật, thì có được như thế chúng ta mới hoàn mãn điều đẳng cấp thứ bảy này. Và đến cuối cùng là điều đẳng cấp thứ tám, công tác ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng toàn lành trọn sáng, rồi nơi cõi Tây Phương an dưỡng màu đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Như vậy thì điều đã cấm thứ tám đó, thầy dùng cái từ tóm tắt. Tóm tắt là đúc kết vấn đề, đây là kết luận vấn đề. Như vậy nãy giờ bảy điều, đến điều thứ tám đó thầy kết luận vấn đề là gì? Tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Như vậy thì khi mà đồng đạo chúng ta nghe khái niệm là ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, thì phần tôi nhìn thôi, coi con tôi yêu tất cả đồng đạo chúng ta như con một cha hay không. Nếu chưa là tôi còn dở, tôi còn phạm đường dân cấm. Có nghĩa là trong tư tưởng tôi, trong ý niệm tôi, giờ này tôi còn ghét hay không? Mà nếu tôi còn ghét ông này, giận cô kia, buồn người nọ, là lúc bây giờ tôi còn phạm cái đường dân cấm. Và mỗi đồng đạo chúng ta cũng thế, quý vị cũng phải xét lại trong nội tâm đồng đạo đi. Đồng đạo coi trong tư tưởng của mình giờ này, tất cả mình có thương yêu lẫn nhau như con một cha hết hay chưa? Nếu hết thì tốt, là chúng ta không phạm. Mà giờ này chúng ta thường có một nhóm nè, nhóm này dễ thương lắm, nhóm này phe của mình nè, nhóm kia thấy ghét, nhóm kia khó ưa lắm, ông trưởng ban này phe của tôi, ông phó ban này phe kia thấy ghét, thì như thế là chúng ta phạm rồi. Có đồng đạo chúng ta phạm rồi, đồng đạo à, cái nhóm này đi cầu nguyện có tôi thích thế nè, còn cái nhóm kia tối ngày là làm từ thiện cũng không thích, thì như thế là tự chúng ta chối chúng ta lại, tự chúng ta làm chúng ta thấp đi đồng đạo. Cho nên hôm nay chúng ta phải hài hòa đồng điệu với nhau. Quý vị nhớ kỹ rằng chúng ta chỉ có một thầy, chỉ có một giáo lý, chúng ta chỉ về có một nơi thôi, còn một nơi sửa sang tiêm tắc thôi. Cho nên giờ này chúng ta chỉ về một chỗ, chứ không phải chúng ta về hai chỗ. Mà nếu như giờ này mọi đồng đạo chúng ta cứ phân biệt như thế, thì làm sao mà chúng ta về với một được đồng đạo. Cho nên đức thầy dạy ở nhiều chỗ, nào là cả kêu lớn nhỏ đệ huynh từ nay nhẫn nại chống tình làm chi, nào là cả kêu lớn nhỏ vài vìa trên hòa với thuận chớ lìa chớ phân, nào là từ trên tới dưới thuận hòa hay hơn châu báu một ngày giàu sang, nào là chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng nó thích bốn phương, chấn hưng Phật giáo một đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên đồng đạo. Trên dưới cái hòa thuận chúng ta mới đi vào một cái con đường nhất định, mới trở lại thành một gốc được. Thì đó ý thứ nhất mà tôi mong rằng đưa ra các yếu tố này, nhưng mà chúng ta chưa chọn lành. Tại sao chưa chọn lành? Bởi vì chúng ta còn làm từ thiện mà chúng ta, bởi vì chúng ta đang làm từ thiện mà chúng ta vẫn còn làm dữ. Thế nào làm từ thiện, thế nào là làm dữ? Như vậy thì nếu đồng đạo chúng ta làm từ thiện mà giờ này thân khẩu ý chúng ta chưa trong sạch, thì đó là chúng ta vẫn còn làm dữ. Đồng đạo hình dung một người làm từ thiện mà vị này thân còn sát sanh đạo tặc tà dâm, thì vị này có phải còn làm dữ không đồng đạo? Ta đồng đạo mình sẽ bị một cái tiếng xã hội liền, dầu rằng mình làm từ thiện đó, nhưng mà thân mình còn phạm một trong ba điều này là coi như chúng ta chưa phải là làm thiện. Rồi giờ này chẳng những thân mà khẩu đồng đạo làm từ thiện đó, mà miệng chúng ta mở miệng ra là băng bị pháp Phật bị gạo, mở miệng ra là dùng những cái lời ý ngôn ý thị hiếp đáp người ta, mở miệng ra là kêu trời Phật thần thánh thề thốt tục tăng, mở miệng ra nói là quyển hoặc không, nó có nó không, thì có ai nói người làm từ thiện không chỉ dùng tôi coi, hay nói càng cái chuyện này chỉ làm vậy thôi, làm sao mà có hưởng được, làm mà còn nói ác sao được ta? Hoặc giả chúng ta làm từ thiện mà chúng ta còn nóng quá, tánh chúng ta còn sân quá, chúng ta còn ham muốn đủ thứ hết, chúng ta còn dị đoan mê tín, thì có ai gọi người này là làm từ thiện đâu đồng đạo. Cho nên đồng đạo nhớ kỹ, thực hiện công tác từ thiện đạo Phật giáo hoàn hảo, ngoài chúng ta làm hết các việc từ thiện, chúng ta phải tránh tam nghiệp, chừa thập ác hành thập thiện. Chúng ta phải đi theo con đường hành thập thiện nghiệp,
Cho nên muốn đạt được trọn lành thì mọi đồng đạo chúng ta phải thân mình không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, khẩu mình không lưỡng thiện, không miệng ngôn, không ác khẩu, không vọng ngữ, trong tâm mình không tham lam, không sân nộ, không mê si, cộng thêm công tác từ thiện xã hội bên ngoài thì đó mới gọi là trọn lành. Mà Đức Thầy dạy rất rõ, khi mà chúng ta hành thập thiện nghiệp rồi thì Thầy xác định là ác trừ xong, hiện ra thiện nghiệp lấn nguồn chân Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Lúc này mới được Phật tiếp dẫn nghe đồng đạo. Chứ chúng ta làm từ thiện mà mình không tịnh được tam nghiệp, Phật không dẫn mình đâu. Cho nên Đức Thầy mới dạy đoạn khác, tức là chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật, hoặc là cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi Tây Phương biết đáo cho vui Phật đạt. Vì vậy nên đó là một cái phương hướng để chúng ta đạt ở chỗ trọn lành. Và song song với trọn lành là phước một chiếc cánh. Cho nên chúng ta cần một chiếc cánh thứ hai để chúng ta đồng ba việc cần lạc một đàn, đó là huệ. Cho nên hôm nay huệ là phải trọn sáng. Vậy thì đồng đạo chúng ta tu pháp môn nào để trọn sáng? Có rất nhiều pháp tu, nhưng hôm nay căn cứ dạy Đức Thầy, thứ nhất, đồng đạo thực hiện trọn vẹn đúng theo tám điều răn cấm này, gọi là, tức là tam vô là học giới định huệ, để chúng ta phát được tiếng, có được trí đệ sau khi chúng ta giữ giới tâm định cho huệ phát khai. Và cái thứ hai, đồng đạo đi theo bát chánh đạo, tức là tám con đường chánh, là quyển kinh nhật tụng hiện ai muốn thoát chốn mê đồ và tăng trị con đường giải thoát. Như vậy thì trong đời sống của mình, đồng đạo chúng ta không để cho tà kiến, tà tư duy, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà mạng, tà ngữ, tà niệm, tà định nó lôi kéo chúng ta, thì coi như là chúng ta trọn sáng. Bởi vì lúc nào mình đi đúng theo chánh kiến, chánh tư duy, rồi chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm, chánh định, thì nếu đồng đạo đi theo tám con đường chánh này thì đương nhiên là chúng ta sẽ được trọn sáng. Và pháp môn thứ ba để đưa chúng ta trọn sáng, đó là chúng ta phải Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không là gì thật khác. Chúng ta phải kiên trì niệm Phật đêm ngày nhớ Phật cho thường, phải đáng lo lường kinh chỉ từ đây. Tất cả đồng đạo chúng ta phải muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều ta, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Hôm nay nhờ niệm Phật mà phát khai trí tuệ, gọi là cư gia tịnh độ tâm viên mãn, thì đó là những phương pháp tu để chúng ta được trọn sáng. Thì khi có phước, khi có huệ, gọi là phước huệ song tu độc đâm bị ngạn. Khi có trọn sáng, trọn lành rồi thì chúng ta về nơi cõi Tây Phương an dưỡng. Vậy thì về nơi cõi Tây Phương an dưỡng coi như là chúng ta giải thoát rồi. Về cực lạc thánh thơ nhân, về cực lạc là chúng ta, tức là về cực lạc thánh thơ an dưỡng ấy là ngày mau tưởng công tu. Về đây là coi như chúng ta về an lộc quốc, cái nơi an dưỡng. Nhưng mà đạo chúng ta là Bồ Tát đạo, an dưỡng xong rồi chúng ta còn phải học đạo cho hoàn toàn. Như vậy thì về đến nơi, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng đồng thời chúng ta học đạo cho hoàn toàn. Học đạo gì? Thì lúc bây giờ chúng ta học Bồ Tát hạnh, gọi là Bồ Tát đạo. Về bên kia chúng ta vẫn nghe Bồ Tát thuyết pháp, về bên kia chúng ta vẫn nghe Phật thuyết pháp, tùy theo thượng phẩm, trung phẩm hoặc là hạ phẩm, một cụ phẩm liên quan. Vì vậy nên đồng đạo chúng ta ráng học. Ở đây mà mình học nhiều thì về bên kia học ít, mà ở đây chúng ta ít học hoặc là không học thì về bên kia chúng ta phải học lại từ đầu, cho nên sẽ tốn thời gian rất là dài. Do đó cho nên về bên kia chúng ta học Bồ Tát đạo, và đặc biệt học Bồ Tát đạo là học đạo cho hoàn toàn Bồ Tát hạnh. Và khi hoàn toàn Bồ Tát hạnh chúng ta chưa được ở đó, mà Đức Thầy còn dạy chúng ta phải trở lại cái bất chúng sanh. Như vậy thì trở lại với chúng sanh thì lúc bây giờ chúng ta trở lại đây với một cái thân gọi là Bồ Tát Bổ Xứ, gọi là nhất sanh Bổ Xứ. Lúc bây giờ chúng ta trở lại sanh một lần là một vị Bồ Tát, để chi? Để chúng ta cứu vớt chúng sanh, cứu vớt tất cả chúng sanh trong cõi đời này. Và sau khi cứu vớt chúng sanh còn, chúng ta đi về đâu? Thì lúc bây giờ chúng ta thành Phật. Đến đây là chúng ta thành Phật, đi theo một cái công thức gọi là tam giác, có nghĩa là học đạo trong hoàn toàn gọi là tự giác. Rồi trở lại của vấn chúng sanh gọi là giác tha, tự giác cộng giác tha thì bằng giác hạnh viên mãn. Mà giác hạnh viên mãn gọi là phước đức toàn đầy, chứng được quả Phật, đắc được quả vị Như Lai. Như vậy thì điều đăng cấm thứ 8 này cũng như 8 điều đăng cấm, cái kết quả sau cùng tôi và đồng đạo chúng ta chứng được quả Phật đồng đạo. Ngoài cái việc được giải thoát, chúng ta chứng được quả Phật. Cho nên tu và đạo Phật giáo hảo thành cái gì? Xin trả lời liền, tu theo đạo Phật giáo hòa hảo, cuối cùng chúng ta được thành Phật. Kính thưa đồng đạo, được thành Phật. Và chẳng những dừng ở đây, Đức Thầy còn dạy qua cái phần phụ đề,
tất cả thiện nam tín nữ nhà Phật lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng, mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chất, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Như vậy đức thầy rất rõ là tất cả các thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật thì gồm chung chúng ta và người tín đồ của đạo Phật cũng như tín đồ đạo Phật giáo hoàn hảo. Cho nên đồng đạo nhớ kỹ, lúc rảnh việc đức thầy dạy là nên thường coi kệ giảng, nên thường coi. Cho nên tôi và đồng đạo có nên thường coi kệ giảng hay chưa, hay lúc rảnh việc chúng ta lại lướt Facebook, chúng ta lại lướt là TikTok, chúng ta lại lướt Zalo, chúng ta lại xem YouTube. Giờ này thì vấn đề mà đánh cờ, vấn đề là đánh bài thì theo tôi nghĩ không còn, mà cái này là cái trầm trọng nhất, tức là cái điện thoại thông minh nó đang hủy diệt cuộc đời chúng ta nếu chúng ta sử dụng không đúng mục đích. Như vậy thì đồng đạo chúng ta rảnh việc chúng ta nên thường coi kệ giảng, chứ chúng ta đừng lướt Facebook, chúng ta đừng lướt TikTok. Đồng đạo, những cái vấn đề này nó có một cái ma thuật, chính tôi bị nó gạt qua. Đồng đạo, nhiều khi lướt một lát 2 giờ đồng hồ trôi qua không hay, nó làm cho mình mắc xem hoài hết lúc này tới kia, nó xem hoài, cuối cùng một lát chúng ta tốn cái thời gian mấy tiếng đồng hồ, thay vì mấy tiếng đồng hồ nãy giờ niệm Phật cũng được mấy ngàn câu đó cô, thay vì mấy tiếng đồng hồ nãy giờ chúng ta cũng xem được mấy buổi giảng đó. Uổng đồng đạo, rất uổng đó. Cho nên thầy mới dạy chỗ này, chúng ta tận dụng cái thời gian này để mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng, hôm nay mình tu thì mình phải tu, mình phải tối ưu hóa cái thời gian chúng ta học tập. Và đức thầy dạy chúng ta phải cố gắng giữ gìn cái bản sắc văn hóa Việt Nam, cũng dòng Nam Việt cũng màu da, sao lại chê bai thói tục tục nhà, phong hóa lễ nghi trệ nhúng bỏ, thì điều này đức thầy không chấp nhận. Cho nên chúng ta phải thực hiện đúng như lời thầy dạy là gánh gồng bảo bọc gian sang, giữ gìn biên cảnh bằng an đề đời, căn họ mới thảnh thơi nhàn nhã, lo đắp bồi văn hóa ngàn năm. Mình phải thực hiện theo những gì đức thầy dạy, và đồng thời đức thầy căn dặn không cho chúng ta theo những cái tệ đo, những cái hủ bại và những điều mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Và cuối cùng đức thầy kết lại bằng 4 câu kệ gọi là đạo pháp thường hay dung với hòa: xét người cho bọn xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ ta, thứ được người người thứ ta. Như vậy 4 câu kệ này để thể hiện tóm kết lại vấn đề mà đức thầy viết ở 2 chỗ trong 2 bài lời phiên bổn đạo. Cho nên hôm nay chúng ta là người học Phật, người học pháp, là người tu tập, thì dung hòa chúng ta để đầu trong cuộc sống. Và đồng thời đã là dung hòa rồi thì mỗi đồng đạo chúng ta đừng nên bắt lỗi bắt phải người khác. Mình muốn xét một cái tội nào người nào đó thì cái quan trọng là giờ này chúng ta phải xét mình, gọi là tiên sử kỹ hậu lai sử bỉ, bắt lỗi người phải xét lỗi mình, như đức thầy dạy trong Giác Mê Tâm Kệ, cũng như giống như Minh Tâm Bủ Giám, tức là các những lời hay mà thánh nhân đã dạy. Và đồng thời nếu như đồng đạo chúng ta thực hiện trọn vẹn lời đức thầy dạy, nếu người rõ phận vui lòng thứ ta, thứ được người người thứ ta, thì chúng ta có thể nói là một cái người chánh nhân quân tử trong cuộc sống. Dầu rằng người ta có lỗi lầm với mình, trước đây người ta làm điều đau khổ cho mình, hại mình, giết mình, nhưng giờ này người ta rõ phận rồi, mình nên tha thứ người ta. Và mình tha thứ người ta, chính mình đã tha thứ chính bản thân mình, hình ảnh người đó không còn là mối họa. Và lúc bây giờ mình không còn phải bị cái sự ràng buộc người đó, mình xem người đó là bạn, mình rất là hạnh phúc. Còn nếu mình xem người đó là kẻ thù, là người mình không ưa không thích, thì đó là điều đau khổ, tự mình giết mình. Còn nếu mình xem người đó là bạn thì mình rất là an lạc, đó là mình đã tha thứ cho mình. Đó ý thứ nhất. Ý thứ hai, hôm nay chúng ta tha thứ cho người này, mai kia mốt nọ khi mà chúng ta gặp một cái hoàn cảnh khổ sở thì người khác sẽ tha thứ lại cho mình, cũng như mình đã từng tha thứ cho người, thì đó là ý cuối cùng mà đức thầy đã dạy. Như vậy thì trở lại 8 điều răn cấm lời phiên bổn đạo trên dưới 449 từ. Sau khi chúng ta tìm hiểu thì rõ ràng đây là một pháp tu, đây là Bồ Tát đạo, một con đường đưa chúng ta từ một phàm phu tục tử trở nên một thánh nhân quân tử, và giúp cho chúng ta hoàn toàn thành Phật. Thành Phật ở tương lai, hiện tiền chúng ta là người công dân gương mẫu, được mọi người thương yêu giúp đỡ, và tương lai chúng ta được giải thoát, mình trở thành một tín đồ ngoan đạo, mình không còn gây nghiệp, chúng ta tạo phước lành. Và nhất định một ngày nào đó đức thầy về, chúng ta sẽ được đức thầy bế bồng con dạy hát bài khải ca, chúng ta sẽ được đức thầy cùng với chúng ta gặp nhau ở một chỗ như đức thầy dạy, đó là dầu cho nay xa cách sở trời, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chuyên đề của mình. Ngưỡng mong đồng đạo niệm tình tưởng thứ bổ phí thiên cũng như có đó hồi nãy rồi. Và cuối cùng thì chúng tôi rất là kính cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời sắp xếp ngày hôm nay chúng tôi trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta. Cảm ơn tất cả quý ban trị sự xa gần ở trong và ngoài tỉnh đến hộ pháp. Cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ về mọi mặt, về máy pháp cũng như về ẩm thực ngày hôm nay.
Và cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc tất cả đồng đạo chúng ta tinh tấn tu hành, giữ vững theo 8 điều trong tánh giới luật của đạo, để chúng ta được gặp thầy, chúng ta được gặp Phật, chúng ta được giải thoát. Và cuối cùng thì chúng tôi xin mượn 2 câu giảng sau cùng trong bài Không Buồn Ngủ để chúc tất cả đồng đạo chúng ta: cầu trời Phật độ tiêu tai, cứu trong thiên hạ đạo khai khắp trời. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chúng ban tổ chức tôi xin chân thành cảm ơn đối với giáo lý viên đã đem sở học của mình để cống hiến cho một bài pháp thoại hết sức là hữu ích. Ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Phan Quý Tâm, và xin chân thành cảm ơn. Nam mô.